cũng thực sự là anh em chúng tôi là anh Tuấn và tôi thì cũng không giỏi về IT, nhưng mà chỉ giỏi về một chút về HMNC và máy thở thôi. Đâm ra là cũng mong mọi người thông cảm. Tôi xin nói cái bài thứ hai trước, đó là HMNC trong điều trị bệnh nhân suy hấp cấp do COVID-19. Thì nội dung bài trình bày của tôi sẽ có 7 phần. Phần thứ nhất là tôi nói về suy hấp cấp do COVID-19, bệnh sinh, cách phát hiện và điều trị, nói một cách rất là vắn tắt thôi, để nó dẫn cho chúng ta về cái điều trị liên quan HMNC. Và HMNC thực chất ý, đã được điều trị ở trên rất nhiều các bệnh nhân suy hấp, chúng ta đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ. Tôi cũng sẽ có một số phần điểm qua một chút về những cái thành công đó. Các nghiên cứu về HMNC trên bệnh nhân COVID thì hiện nay đang được nghiên cứu rất là nhiều, và chúng ta sẽ chờ những nghiên cứu có cái tính chất được thiết kế rất là tốt trong thời gian tới. Chúng ta sẽ có những trường hợp bệnh nhân chúng ta phải triển khai HMNC kèm theo ở tư thế nằm sấp, thì tôi cũng đề cập một chút về những cái kinh nghiệm cũng như các cái bằng chứng khoa học. Cái tiếp theo tôi sẽ trình bày về dự đoán khả năng thành công của HMNC. Thứ sáu là biến chứng. Một trong những biến chứng của HMNC thì được đề cập nhiều nhất, đó là biến chứng tràn khí, và cuối cùng là nguy cơ lây nhiễm nhân viên y tế khi thở HMNC, các cái cấp độ bằng chứng và cách phòng tránh. Về suy hấp trên bệnh nhân COVID thì đây là một trong những chủ đề mà đã được thảo luận rất là nhiều trong các diễn đàn, và bản thân tôi thì cũng đã trải qua rất nhiều các cái câu chuyện trao đổi về những cái vấn đề suy hấp. Và chúng ta biết gần đây cái số lượng bệnh nhân mắc ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tăng rất là cao, và đặc biệt là những ca bệnh diễn biến thầm lặng và đến một giờ khắc nào đó thì nó xuất hiện các cái triệu chứng suy hấp, và bệnh nhân tiến triển phải can thiệp rất nhiều các thủ thuật. Và tất nhiên có một số bệnh nhân thì thành công rất là rực rỡ, nhưng cũng rất nhiều bệnh nhân của chúng ta đã không thể qua được. Thì đây là cái nghiên cứu đầu tiên mà chúng ta biết là về COVID-19 khi xảy ra ở Vũ Hán, và chúng ta nghĩ đây là cái con virus có cái nguồn gốc từ cái thành phố này. Và họ đã có một những rất nhiều các cái series về dịch tễ, các cái đặc điểm lâm sàng và điều trị. Thì đây tôi lấy một cái series đầu tiên của họ, trên 99 bệnh nhân bị COVID-19 với các cái triệu chứng nổi bật là các triệu chứng hô hấp và triệu chứng nhiễm trùng. Và cái tổn thương phổi ở trong cái series này cũng rất là chiếm một cái phần rất là lớn, tới 17%. Rồi các cái tổn thương thận và các tổn thương khác cũng rất là lớn. Và cái việc chẩn đoán thì thế là cái tổn thương chủ yếu là cái tổn thương lan tỏa cả hai bên trên cái tổn thương phổi. Đây là một cái cách để chúng ta cắt nghĩa tại sao trên cái bệnh nhân COVID-19 thì tiến triển của phổi rất là thầm lặng, nhưng đến khi chúng ta có thể nhìn thấy được nó thì cái mức độ tổn thương đã rất là lớn, tổn thương cả hai bên. Và đây là hình ảnh đầu tiên mà chụp về CT ngược trên những bệnh nhân COVID, thì thấy là theo diễn biến theo thời gian, chúng ta bên 5 đến 10 ngày đầu là cái tổn thương phổi tiến triển một chút, bị một hai bên, nhưng sau đó thì nó lan tỏa cả hai bên. Và nếu như bệnh nhân may mắn được điều trị tốt thì cái tổn thương phổi đó sẽ dần dần được cải thiện, và trên hình X-quang cũng được cải thiện rõ trên cái hình này. Về tổn thương mô học và tổn thương về phân tử thì thấy cái tổn thương mà hiện nay chúng ta đã có những cái nghiên cứu thấy rõ hơn về cái tình trạng tổn thương của các phế bào, tổn thương của các cái tế bào nội mạch, dẫn đến cái tình trạng tổn thương lan tỏa, giải phóng rất nhiều các cái chất trung gian cũng như là thoát rất nhiều dịch vào trong các khoảng kẽ của phổi. Tiếp đó là dẫn đến cái tình trạng được gọi là chúng ta được mô tả như là giải phóng các chất trung gian hóa học với một cái mức độ rất là ồ ạt, không những là cái tế bào phế bào, mà hiện nay chúng ta biết là các cái quá trình chết theo chương trình của các tế bào miễn dịch nó cũng là một trong những cái yếu tố làm tổn thương các tế bào đó, làm nó vỡ ra và nó gây ra những cái cơn bão cytokine, cái mà chúng ta thường rất là thường gặp, dẫn đến cái tổn thương phổi lan tỏa, tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Vậy thì cái tổn thương phổi do bệnh nhân COVID-19 nó có phải là một cái tổn thương điển hình như chúng ta đã mô tả trước đây là ARDS, là hội chứng suy hấp tiến triển và diễn biến cả hai bên, rồi cái phổi với đặc trưng của nó là tình trạng phổi đông đặc, giảm độ giãn nở của phổi. Thì rất nhiều các cái bài nói đã về nói về cái câu chuyện này, với đây là một cái bài xã luận bình luận rất là nổi tiếng của Luciano Gattinoni, nói về cái hai loại tổn thương phổi, đó là cái tip mà phổi lại có tăng độ giãn nở, hay nói một cách khác là ngược lại, đó là giảm độ chun của phổi, và loại phổi thứ hai là phổi
có giãn độ giãn nở là cái phổi mà điển hình của ARDS. Với hai cái loại phổi như này thì chúng ta biết là cái việc điều trị lâm sàng, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ hô hấp, đặc biệt là vấn đề thở máy, bảo vệ phổi phải rất là tiếp cận một cách khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp mà cái phổi mà vẫn còn chức năng tốt thì chúng ta sẽ có thể là đặt PEEP thấp. Chúng ta chỉ cần đảm bảo cái VT cho bệnh nhân ở giới hạn bình thường là có thể là cải thiện được cái oxy hóa máu của bệnh nhân. Nhưng nếu mà phổi đã tổn thương tiếp tục tiến triển thành phổi ARDS thì cái việc chúng ta cần phải can thiệp một cách gọi là tích cực hơn, với cái PEEP cao hơn, rồi các cái biện pháp nằm sấp, thay đổi tư thế, rất nhiều các cái kỹ thuật để chúng ta có thể cải thiện được cái chức năng phổi. Và thậm chí có nhiều bệnh nhân chúng ta đã phải tiến hành ECMO, và kinh nghiệm Việt Nam cũng là một kinh nghiệm được đóng góp trên cho rất nhiều các cái bài báo cũng như là các cái đóng góp trên thế giới về mặt y văn, trong y văn về mặt ARDS. Vậy thì cái tổn thương phổi nếu mà chúng ta xét về một mặt nào đó thì đây là một cái cơ chế mà tôi thấy là rất là phổ biến trên những bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân đã được can thiệp thở máy xâm lấn hoặc là những bệnh nhân mà đang thở thường, thì chúng ta đều thấy là nó tạo ra một cái vòng xoắn, người ta gọi là Vili Vortex. Chúng ta thấy đây là một cái khái niệm rất là mới xuất hiện sau khi mà người ta nghiên cứu trên phổi ARDS trên trên bệnh nhân COVID-19. Thì với cái tình trạng thiếu oxy, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân đói khí, đói ròng, đói oxy, kích thích não của bệnh nhân, và bệnh nhân hít vào rất là mạnh. Và cái kích thích mạnh đó nó sẽ dẫn đến cái tổn thương phổi, rồi nó dẫn đến hiện tượng là giãn căng của các mạch máu, dẫn đến tăng phù, rồi dẫn đến có cái hiện tượng là gì, các cái thoát dịch, rồi mất dịch ở trong lòng mạch, rồi phổi bị co nhỏ lại, và cuối cùng lại dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Vậy thì cái tình trạng này, cái vòng xoắn này ấy, nó khởi đầu bởi vì cái yếu tố liệt mạch do COVID gây ra, và chính vì lý do như vậy người ta gọi đó là Vili Vortex. Và rất nhiều tình huống bệnh nhân của chúng ta không những chỉ cho bệnh nhân COVID-19 mà còn rất nhiều các loại bệnh nhân ARDS khác ở giai đoạn đầu. Nếu mà chúng ta không khống chế được cái nhu cầu kích thích trung tâm hô hấp của bệnh do thiếu oxy bệnh nhân, thì nó có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân tự gây ra tổn thương phổi. Và đây là một trong những cái sự lo ngại mà khi chúng ta triển khai các kỹ thuật không xâm lấn mà không khống chế được cái VT thở vào của bệnh nhân, ví dụ như là thở HFMNC hay là thở không xâm nhập non-invasive ventilation. Đấy là những cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải thận trọng và phải hiểu rất rõ về cơ chế bệnh sinh để chúng ta có thể xử trí một cách tốt nhất. Về vấn đề điều trị COVID-19 thì thở oxy vẫn là một trong những cái điều trị hàng đầu trong cái series nghiên cứu của các tác giả, kể cả của Trung Quốc, của Mỹ và châu Âu, thì chúng ta thấy là thở oxy vẫn là quan trọng nhất. Đối với thở máy thì thở không xâm nhập vẫn là chủ đạo trong các cái hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Ngoài ra các kỹ thuật khác, ví dụ như ECMO, rồi các kỹ thuật khác cũng được đề ra. Vậy tùy theo cái vị trí mà người ta tiến hành thở máy thì chúng ta biết là có thể là trong đơn vị ICU hoặc là ngoài ICU. Hiện nay chúng ta có rất nhiều cái cơ sở điều trị bệnh nhân COVID mà không phải là ICU. Rất nhiều bệnh viện dã chiến mà chúng ta phải trưng dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID, và rất nhiều các bệnh nhân COVID ở trong đó cùng với mức độ nặng khác nhau, và người ta được điều trị trong đó có thể có những cái bệnh nhân ARDS. Thì cái vấn đề điều trị cho những bệnh nhân đó thì chúng ta nhìn thấy ở đây, cái với các cái biến chứng nó có thể tiến triển thành ARDS tới 1/3 trong cái series này, và đặc biệt trong ICU tự có tới 85% là bệnh nhân là có tiến triển ARDS. Về điều trị thì ngoài các cái điều trị căn nguyên đó là triệu kháng virus, thì chúng ta điều trị hỗ trợ ở đây thì chúng ta biết là các cái điều trị về oxy, như là oxy qua kính mũi hoặc là sử dụng high flow với một cái tỷ lệ rất là cao, ví dụ như là thở các biện pháp thở không nhập ở trong cái nghiên cứu này tới 24% trong hồi sức, trong các đơn vị hồi sức thì tới 62%. Đây là một trong những cái điều trị mà gần đây chúng ta thấy là hầu hết các bệnh nhân ở trong các cái khu vực bệnh viện dã chiến của chúng ta, trong cái đơn vị bệnh viện dã chiến, ICU bệnh viện dã chiến của chúng ta, thì chúng ta sử dụng rất nhiều các biện pháp là không xâm nhập thay vì chúng ta phải đặt ống và thở máy cho bệnh nhân. Vậy thì vai trò của HFMNC trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp do thiếu oxy như thế nào? Thì trong cái phần tiếp theo thì tôi sẽ trình bày về chủ đề đó, và phần này thì có rất nhiều các cái phần liên quan đến bài mà thầy Tuấn sẽ trình bày, cho đó tôi sẽ đi rất là nhanh thôi.
liên quan đến cái cơ chế và mục tiêu là chúng ta đặt cái đích là làm thế nào đó để chứng minh rằng cái hệ thống NMC này nó tốt cho cái bệnh nhân suy hấp. Thì muốn đảm bảo được cái sự tốt đó thì chúng ta phải yếu đầu tiên bất kỳ một hệ thống nào, kể cả thở máy xâm nhập, thở không xâm nhập hay SMC thì đều là cung cấp oxy, đấy là mục tiêu quan trọng nhất. Và cái mục tiêu cung cấp oxy thì tùy theo bệnh nhân, có những bệnh nhân cần nồng độ oxy rất cao, FiO2 rất là cao tới hàng trăm phần trăm. Có những bệnh nhân thì oxy có thể thấp hơn, tùy từng loại bệnh. Nhưng đối với COVID-19 thì thường là chúng ta cần cái oxy rất là cao, 50-60%, rồi có những bệnh nhân đến 100%. Cái tiêu chí thứ hai nữa là để đảm bảo đó là cái khả năng tạo ra áp lực hoặc là hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Thì đối với hệ thống HMC nó có thể giúp cho một cái dòng chảy khí rất là cao. Ví dụ ở trong cái thiết kế này ấy, là người ta có cái hệ thống bộ trộn oxy và khí. Thì khi cái bộ trộn này nó giống hệt như là cấu tạo của máy thở. Như vậy nó có thể đảm bảo được cái dòng chảy cao nhất giống như cái máy thở của chúng ta có mong muốn. Đang làm Và đang làm. Rất nhiều cái hệ thống không có cái bộ trộn này nhưng họ cũng có thể sử dụng các cái quạt gió ở trong đó để tạo ra cái tốc độ dòng chảy rất là cao tới 60 lít trên phút, quang cảnh 60 lít trên phút. Còn nếu bộ trộn thì nó có thể cao hơn nữa. Và đặc điểm thứ ba chúng ta rất là thấy là rất là quan trọng và rất là tốt, đó là khi chúng ta thở với lưu lượng cao như vậy thì thường là bệnh nhân của chúng ta sẽ có xu hướng là người ta sẽ bị các cái vấn đề liên quan đến dòng khí ở trên hệ thống hô hấp, đó là tính là cái độ cái đường dòng khí đó không được làm ẩm, không được làm ấm và dẫn đến các cái kết quả là như là khô đờm, tắc đờm, khô niêm mạc. Đó là những cái mà khi mà chúng ta thở máy thường gặp, thường rất là thường gặp. Thì hệ thống HFC phải đảm bảo nữa, đó là cái tính chất làm ẩm. Trong phần tiếp theo thầy Tuấn sẽ nói tiếp. Rất nhiều hệ thống đã được triển khai ở đất nước của chúng ta và tôi biết là trong Sài Gòn hiện nay thì cũng được cung cấp rất nhiều các thiết bị thở HFC và đấy là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta áp dụng những kỹ thuật rất là đơn giản, rất là rẻ tiền để áp dụng cho những số đông các bệnh nhân hồi sức. Và việc chúng ta triển khai trên các cái bệnh nhân của chúng ta thì cũng rất đơn giản vì cái gọng kính ở ở đây là đủ lớn để có thể đáp ứng một cái dòng chảy rất lớn cho bệnh nhân. Vậy thì bản chất của vấn đề khi chúng ta sử dụng các hệ thống như vậy thì nó đảm bảo được những cái gì tốt, tôi đã đề cập ở phần trên, đó là nó kiểm soát tốt được FiO2. Đấy là cái phần mà chúng ta thấy rất là cần thiết bởi vì chúng ta có thể lượng hóa được cái mức độ cần thiết của bệnh nhân và diễn biến của bệnh nhân đó với cái FiO2 chúng ta cần phải tăng lên giảm đi. Nếu mà chúng ta biết được chính xác thì cái việc sử dụng cái thiết bị nó rất là hữu ích cho bệnh nhân. Cái thứ hai nó tạo ra một áp lực dương CPAP, mặc dù nó không có máy móc gì trong đây cả, nó chỉ là tạo ra một cái dòng chảy khí đủ lớn và cản trở cái dòng thở ra của bệnh nhân, nó có thể tạo ra CPAP. Nó giảm được cái sức cản đường thở, làm giảm công thở, giảm khoảng chết và cải thiện thải trừ CO2 và cải thiện đặc biệt là do cái tính chất làm ẩm tốt thì nó cải thiện được khả năng thạc đờm và thải đờm của bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái việc hiệu quả đó nó phụ thuộc vào các yếu tố gì? Ví dụ nó hiệu quả phụ thuộc vào từng cái thiết bị, có những thiết bị cái thiết kế của nó dành cho bệnh viện những bệnh nhân suy hấp thì chúng ta sử dụng cái thiết bị đó cho cái bệnh nhân COVID rất là tốt. Nhưng có những thiết bị họ thiết kế để chăm sóc tại nhà chẳng hạn, home care chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta nếu áp dụng cho bệnh nhân COVID thì rất là khó khăn. Bởi vì sao? Nó không đảm bảo tiêu chí phục vụ cho cái bệnh nhân đó. Bởi vì nó không đảm bảo được dòng chảy, nó không đảm bảo được cái nồng độ oxy chính xác. Nếu như mà dòng chảy không đảm bảo, đấy là một trong những cái mối liên quan được gọi là thuận nghịch để chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta xử trí không đúng thì thậm chí cái thiết bị cũng như thế, thì nó thực sự nó không tốt thì chúng ta đáp ứng được những cái điều mà chúng ta mong muốn một cách tốt nhất. Trên thế giới thì có rất nhiều các nghiên cứu về HFC, đặc biệt là nghiên cứu trên những cái bệnh nhân suy hấp. Thì đây là một cái nghiên cứu mà tôi đưa ra đây để tham khảo thôi. Nó đây là một nghiên cứu đa trung tâm có so sánh và đặc biệt là cái tiêu chí của nghiên cứu rất là rõ ràng trong cái việc mà sử dụng HFC rồi thở oxy hay là NIV có giảm được tỷ lệ tử vong, rồi giảm được số ngày thở máy, giảm được biến chứng, giảm được tỷ lệ đặt nội quản. Tỷ lệ đặt nội quản là một trong những cái vấn đề mà bác sĩ lâm sàng của chúng ta rất quan tâm, đặc biệt là trong đại dịch, bởi vì chúng ta không mong muốn bệnh nhân của chúng ta đặt nội quản. Rất nhiều bệnh nhân của chúng tôi trong bệnh viện đã dã chiến là đặt nội khí quản nhưng không rút được đặt nội quản, bởi vì sau đó là tình trạng nhiễm trùng ở bệnh viện, rồi rất nhiều lần viện nhiễm trùng bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân đặt nội khí quản là kết cục dẫn đến là phải ECMO, bởi vì chúng ta biết là cái tiến triển của phổi trên những bệnh nhân có thể là như vậy, nhưng đồng thời bản thân khi chúng ta thở máy xâm nhập thì cũng có thể gây ra những cái biến chứng liên quan đến thở máy, đặc biệt là chấn thương phổi do thở máy. Thì những cái nghiên cứu này nó rất là hữu ích bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận xem là
những cái biện pháp mà chúng ta đang áp dụng trên bệnh nhân hồi sức, nó có cải thiện được cái việc mà giảm được cái tỷ lệ đặt nội khoản cũng như là cao nhất là giảm được tỷ lệ tử vong hay không? Thì cái nghiên cứu này được tiến hành ở rất nhiều trung tâm, tới 23 trung tâm hồi sức tích cực ở Pháp và Bỉ, và số lượng bệnh nhân người ta lựa chọn ấy, thì quần thể khởi đầu rất là lớn, tới 20.000 bệnh nhân, và cuối cùng là người ta chọn được 2.500 bệnh nhân. Trong 2.500 bệnh nhân có suy hấp do thiếu oxy thì người ta chỉ chọn được 300 bệnh nhân đưa vào ba nhóm, mỗi nhóm tương khoảng 100 bệnh nhân đưa vào ba nhóm. Một nhóm thứ nhất là họ sử dụng cái HFMC, nhóm thứ hai là sử dụng thở oxy, nhóm thứ ba là chúng ta thở máy không xâm nhập. Đấy là ba cái nhóm. Thì như vậy đây là một cái quần thể chúng ta xác định là việc mà thiết kế một cái nghiên cứu mà với hàng chục nghìn bệnh nhân, sau đó mới loại và cuối cùng đó chúng ta chỉ chọn được 300 bệnh nhân. Như vậy cái quần thể của chúng ta rất là chọn lọc, chứ không phải là tất cả các bệnh nhân mà chúng ta thấy ở trên lâm sàng. Kết quả nghiên cứu này rất là tốt, vì vậy nó được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine, thì chúng ta biết là nó rất là nổi tiếng. Do đó thì cái nghiên cứu lúc đầu thì chúng tôi tưởng tượng là NIV của chúng ta rất là tốt, tôi nghĩ là cái NIV sẽ là giảm được tốt nhất về cái tỷ lệ đặt nội khoản, nhưng thực tế trong nghiên cứu này thì thấy là NIV không phải như vậy, mà là hệ thống mà HFMC là hệ thống giảm được tỷ lệ đặt nội khoản rất là rõ với kể tất cả bệnh nhân cũng như là nhóm mà P/F dưới 200. Và cái mức độ giảm tỷ lệ đó thì chúng ta biết là nó tùy theo cái nhóm, thì high flow là cái tỷ lệ đặt nội khoản là thấp nhất 38 so với 47 và 50. Tuy nhiên thì cái giá trị P nó chưa đạt ý nghĩa thống kê, do đó mà chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu rõ ràng hơn hoặc là cái thiết kế tốt hơn. Tuy nhiên thì có đây cũng là một cái để cho chúng ta gợi ý rằng HFMC không kém gì với những cái gì mà chúng ta đã có trước đây. Các nghiên cứu khác thì ra sao? Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp trên số lượng bệnh nhân lớn hơn, trên 18 cái nghiên cứu đối chứng trên 3.800 bệnh nhân. Thì người ta cũng tương tự như vậy, so sánh HFMC với NIV với thở máy và đặt ra cái tiêu chí nghiên cứu chính đó là giảm được tỷ lệ đặt nội khoản, và tiêu chí nghiên cứu phụ đó là giảm được tỷ lệ tử vong rồi giảm thời gian nằm viện. Thì nghiên cứu này nó cũng cho chúng ta kết quả tương tự đối với việc mà so sánh với thở oxy thì HFMC tốt hơn, và tất cả nghiên cứu đều có xu hướng cho chúng ta thấy được điều đó. Đối với NIV thì HFMC cũng tốt hơn nhưng mà chưa đủ cái độ cái P đủ ý nghĩa thống kê. Chính vì lý do như vậy thì các cái hướng dẫn ở trên thế giới hiện nay ấy, thì có xu hướng người ta đã phải chấp nhận rằng HFMC là một trong những biện pháp hỗ trợ hô hấp tương tự như một cái NIV. Và hiện nay khi mà chúng tôi đi ở các bệnh viện dã chiến thì khi mà có bệnh nhân thở HFMC thì chúng ta chưa biết xếp đó là cái nhóm thở oxy hay là nhóm đấy là nhóm thở NIV, bởi vì NIV là phải có cái máy gì nó rất là to, hoành tráng, được mask rất là phức tạp thì mới có thở được, nhưng HFMC thì rất đơn giản. Đâm ra là cái việc xếp loại như thế nào thì để chúng ta tính bảo hiểm á, thì hiện nay chúng tôi vẫn khuyên là xếp như là thở NIV, bởi vì nó có thời gian theo dõi, chúng ta rất là phải chặt chẽ giống như NIV, rồi cái tất cả thiết bị cũng rất là phức tạp, chứ không phải đơn giản như là những cái gọng kính của khi thở oxy thông thường. Thế thì các cái hướng dẫn ở trên thế giới thì đều cho chúng ta thấy một cái điểm là đối với bệnh nhân suy hấp do thiếu oxy thì HFMC được khuyến cáo tốt hơn, là thiết bị tốt hơn so với thở oxy thông thường, điều đó là đương nhiên. Tuy nhiên thì nó cần nhiều thời gian hơn, và đương nhiên là vấn đề sử dụng HFMC nó còn phụ thuộc vào yếu tố, ví dụ như là các vật tư tiêu hao liên quan HFMC nó cũng giá thành nó cũng cao hơn, rồi những cái điều kiện đảm bảo cho cái chất lượng của điều trị cũng đòi hỏi nhiều hơn là so với thở oxy thông thường. Vậy thì áp dụng HFMC trên bệnh nhân COVID-19 là sao? Thì đây là một trong những cái bài mà tôi thấy rất là có giá trị, bài báo rất là giá trị khi mà phân tích về HFMC. Người ta đưa ra cái lý do tại sao chúng ta sử dụng HFMC, và người ta đưa ra cái hướng dẫn và các cái mức độ khác nhau từ các cái hội chuyên ngành khác nhau để chúng ta thấy là HFMC có vai trò gì đối với đánh giá của các chuyên ngành đó. Thì về mặt ưu điểm đối với COVID thì tương tự như là đối với tất cả bệnh nhân khác thì HFMC là cho FEV2 chính xác. Và khi FEV2 chính xác thì chúng ta tính được cái P trên F, rồi tính được các chỉ số, rồi đương nhiên là ROPS index là chúng ta sẽ tính được rất là chính xác. Còn chúng ta không thể dựa vào một cái thiết bị oxy mà dòng thấp, sau đó thì chúng ta tính được FEV2 chính xác để rồi tính ra một loạt các chỉ số tiên lượng là chúng ta tính được. Thì cái mà HFMC nó giúp cho chúng ta cái điều là tính toán rất là tốt trên lâm sàng và đánh giá rất là tốt trên lâm sàng, tăng giảm thế nào chúng ta biết ngay. Cái thứ hai ưu điểm đó là dung nạp tốt, tức là bệnh nhân chịu đựng được nếu mà thở không xâm nhập. So sánh giữa cái NIV và HFMC thì bệnh nhân chịu đựng được tốt hơn
bệnh nhân thở rất dễ chịu khi mà thở RNC. Đấy là điều tự ưu điểm thứ hai. Ưu điểm thứ ba là nó giảm được khoảng trết, giảm thể tích, tăng cái thể tích cuối thì thở ra, chính là tạo PEEP. Đây là một trong những đặc điểm rất là quan trọng đối với bệnh nhân suy hấp do thiếu oxy. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Đặc biệt là nó sẽ cải thiện được cái độ chuyên giãn của phổi và giảm công hấp. Đây là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta rất là cần thiết cho bệnh nhân có tổn thương phổi, đặc biệt là bệnh nhân ARDS. Chúng ta biết là nếu như HFMSC mà phối hợp với nằm sấp thì chúng ta giúp cho cái huy động phế nang của rất nhiều cái vùng phổi. Chúng tôi gặp những cái ca bệnh mà bệnh nhân có xẹp phổi ở đáy phổi, thường là đáy phổi trái, thì chúng tôi áp dụng cái HFMSC để trên những bệnh nhân đó, và mấy ngày sau chúng ta chụp phim chúng ta thấy là có sự cải thiện về sự phân bố khí ở trong những vùng phổi mà bị xẹp. Đấy là một trong những điều rất là lợi ích khi mà chúng ta sử dụng HFMSC. Về nhược điểm thì nó có nhược điểm gì? Thứ nhất là người ta lo ngại nhất là cái việc mà sử dụng HFMSC nó dùng dòng cao như vậy, nó sẽ thổi cái virus nó bay tứ tung ở trong phòng bệnh nhân. Đấy là một trong cái nó có thể ảnh hưởng đến cái việc phát tán của virus ra môi trường và làm cho virus đó nó có thể lây sang nhân viên y tế. Cái nguy cơ, cái nhược điểm thứ hai mà người ta lo ngại đó là gì? Cứ loay hoay là thở HFMSC, thế cuối là không đặt nội khí quản, không thở máy xâm nhập, thì bệnh nhân tử vong khi mà đang thở HFMSC. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vẫn có cái nguy cơ tổn thương phổi tăng lên mặc dù so với thở máy xâm lấn, thì cái HFMSC nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì nó có thể gây ra cái tổn thương do cái người mà bệnh người ta tạo ra. Đó là gì? Tạo ra áp lực xuyên phổi rất là lớn do cái tạo ra áp lực âm vì bệnh nhân đói khí đói dòng chẳng hạn. Những cái câu chuyện như vậy nó sẽ có thể là một trong những nhược điểm mà có thể nguy hại cho bệnh nhân. Về các hướng dẫn của HFMSC trên thế giới thì Tổ chức Y tế Thế giới thì trong các hướng dẫn thì người ta nói rằng là HFMSC cần phải thở nhưng mà thở rất là thận trọng và theo dõi rất là sát. Đấy là một cái mà từ đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới thì bao giờ cũng sợ, sợ đủ thứ bởi vì họ không có tiền, nên ra là họ phải chọn cái gì đó nó nhẹ nhàng nhất và dễ khuyến cáo cho nước nghèo nhất. Thì đôi khi cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta để cho những cái việc mà nhẹ nhàng thì chúng ta nghĩ thôi, còn có những cái việc mà to tát hơn thì chúng ta phải nhờ các hội khác. Ví dụ như là hội ở đây có cái hội hồi sức cấp cứu của Mỹ chẳng hạn, thì họ khuyến cáo ngay từ đầu. Họ khuyến cáo ngay sử dụng HFMSC ngay như là một biện pháp lựa chọn hàng đầu. Và tất nhiên dù thở là NIV, HFMSC hay thở xâm lấn thì đều phải theo dõi sát. Và chúng ta biết là chúng ta theo dõi bằng cách nào mới là vấn đề, đúng không ạ? Cái vấn đề là làm thế nào để phát hiện ra bệnh nhân đáp ứng, làm thế nào để phát hiện những bệnh nhân có nguy cơ cao để chúng ta có thể triển khai những kỹ thuật cao cấp hơn, thì đấy là một trong những cái câu hỏi dành cho bác sĩ lâm sàng và người ở trong thực địa sẽ hiểu được điều đó. Các hội khác như hội lồng ngực của Ý, rồi hội hồi sức của Úc và New Zealand, rồi hội chăm sóc hô hấp của Mỹ, rồi kể cả cơ quan về 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 viện nghiên cứu sức khỏe của Mỹ cũng đều đưa ra HFMSC là một cái kỹ thuật được khuyến cáo và áp dụng trên bệnh nhân COVID-19. Và điều đó cũng sẽ thấy khi mà chúng ta triển khai trên bệnh nhân ở Việt Nam của chúng ta sẽ thấy được cái những cái gì mà hữu ích, cái gì là hiệu quả khi chúng ta thở HFMSC. Vậy thì cài đặt các thông số HFMSC trên bệnh nhân thì chúng ta lưu ý những điểm gì? Ở đây trong cái phần trình bày của thầy Thanh Tuấn thì sẽ nói cũng khá nhiều về cái vấn đề chi tiết về dòng chảy, về cách cài đặt, nhưng mà tôi chỉ có mấy cái điểm tôi cần nhấn mạnh ở đây. Bởi vì thứ nhất là chúng ta HFMSC là chúng ta sử dụng high flow, tức là dòng chảy phải cao. Cao là cao hơn cái gì? Là cao hơn cái nhu cầu của người bệnh. Đấy, đâm ra là rất nhiều trường hợp mà chúng tôi thấy các bạn ấy báo cáo ca lâm sàng trên COVID quốc gia, các bạn báo cáo cái dòng chảy đấy rất là thấp. Như vậy là tôi thấy cảm thấy không thoải mái về chuyện đó, bởi vì rõ ràng là một cái kỹ thuật mà chúng ta có thể cung cấp dòng chảy và dòng chảy đó phải lớn hơn cái dòng chảy của bệnh nhân. Vì dòng chảy bình thường của người bình thường là chỉ có khoảng 24 đến 30 lít trên phút thôi. Nếu mà chúng ta để cái dòng chảy mà trên cái HFMSC mà chỉ có 30 lít trên phút thì chẳng có ý nghĩa gì đối với nhân suy hấp cả. Thế đâm ra là dòng chảy phải cao, và tôi nghĩ là phải trên 40 đến 60, thậm chí có những bệnh nhân cao hơn. Ví dụ những bệnh nhân mà cao hơn chẳng hạn mà cái thiết bị HFMSC của chúng ta chỉ đạt đến 60 thôi, thì chúng ta phải ngay lập tức chọn một cái HFMSC mà có tốc độ cao hơn 60, hoặc là trong trường hợp đó chúng ta phải chuyển ra cái biện pháp hỗ trợ khác, ví dụ cái dòng chảy cao hơn, ví dụ NIV, ví dụ như thở máy xâm nhập. Cái thứ hai là FiO2 cũng thế, chúng ta phải điều chỉnh để đạt được cái đích FiO2 là trên 92%, tùy theo đa phần bệnh nhân là như vậy, cũng có thể cao hơn nữa đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ. FiO2 chính xác là một trong những ưu điểm của
HMNC, nhưng nó sẽ không chính xác nữa nếu mà chúng ta đặt dòng chảy của bệnh nhân quá thấp. Ví dụ nếu bệnh nhân nhu cầu dòng chảy của bệnh nhân là 60, chúng ta chỉ đặt 50 thì chắc chắn SpO2 không bao giờ chính xác. Cái thứ việc thứ ba là bắt buộc phải làm ẩm khí thở vào. Đây là một trong tiêu chí rất quan trọng, do đó tất cả các hệ thống HMNC được thiết kế phải bắt buộc có cái bình làm ẩm hoặc là biện pháp làm ẩm. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của HMNC. Nếu không có thì chúng ta biết là một cái phần rất là khuyết thiếu. Và đặc biệt làm ẩm nó phải là đủ điều kiện. Ví dụ như tôi thường quan sát là trên cái gọng kính, cái gọng mà canin mũi đó, thì chúng ta phải nhìn thấy hơi ẩm ở trên đó. Chúng ta nhìn thấy các cái giọt sương ở trên hơi ẩm. Hoặc là trên hệ thống ống nó phải có những giọt sương ở trên hệ thống ống. Nếu mà chúng ta dùng một hệ thống HMNC mà không có những giọt sương đó, chứng tỏ nó chưa đảm bảo được cái điều kiện làm ẩm, làm ấm, thì lúc đó thì chỉ còn cái HMNC nữa, chỉ cần 1/3 cái gọi được thiết kế ra để làm HMNC mà thôi. Chúng ta phải điều chỉnh cái flow và SpO2 để đảm bảo được đích SpO2 như tôi vừa nói trên, bởi vì hai cái này nó có đường link với nhau. Và chúng ta phải theo dõi rất sát về triệu chứng lâm sàng, xem bệnh nhân có cải thiện không, có giảm được cái nhịp thở hay không, giảm được nhịp tim không, giảm được cái co kéo cơ hấp không, cải thiện oxy không. Thì rất nhiều bệnh nhân chúng ta chứng minh rồi, khi cho bệnh nhân thở xong lúc bệnh nhân dễ chịu và tất cả các thông số chúng ta cải thiện rất rõ rệt. Vậy thì hiệu quả HMNC trên bệnh nhân COVID-19 thì có rất nhiều bài báo nghiên cứu, thì đa phần các bài báo nghiên cứu của chúng ta cho đến thời điểm hiện nay là những nghiên cứu quan sát thôi. Từ quan sát cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó quan trọng hơn là tất cả những cái gì chúng ta cho vào nghiên cứu rồi đối chứng ngẫu nhiên. Vì trong cái điều kiện đại dịch thì chúng ta không thể làm được cái chuyện đối chứng ngẫu nhiên đó. Thì ví dụ đây là một nghiên cứu WHO và cộng sự chẳng hạn, thì trên 105 bệnh nhân thì trong đó thì hiệu quả đạt được là 61,9%. Một bệnh nhân suy hấp thiếu oxy mà cho bệnh nhân 100 bệnh nhân thở, có 60 bệnh nhân không phải đi tiếp những cái biện pháp can thiệp tiếp theo, thì chúng ta biết được hiệu quả của nó kinh khủng như thế nào. Chúng ta không kỳ vọng 100% cải thiện. Chúng ta biết rằng là phổi của bệnh nhân COVID rất là tổn thương, rất là nặng, rất là trầm trọng. Chúng ta không thể cải thiện hết mọi bệnh nhân. Các cái yếu tố có thể tiên lượng được cũng rất là quan trọng để giúp trong cái bài báo này gợi ý cho chúng ta rất nhiều điều. Ví dụ P/F, đương nhiên P/F càng cao thì càng tiên lượng bệnh nhân có thể đáp ứng càng tốt. SpO2/SpO2 là chỉ số ROX cũng rất là quan trọng, bởi vì đó là chỉ số đánh giá cho chúng ta xem là nếu mà bệnh nhân có cải thiện hay không cải thiện, và các cái thời điểm theo dõi cũng rất là quan trọng. Ví dụ thời điểm 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ nó cải thiện thì chứng tỏ là bệnh nhân đáp ứng tốt. Và đặc biệt là trong bài báo này họ đưa ra cái chỉ số ROX sau 6 giờ ấy, thì tiên lượng rất là tốt cái sự thành công hay thất bại. Vì là AUC của trong trường hợp này tới 79% và cái OR của nó rất là cao, tới 17,8 lần, đúng không ạ? Đây là một trong những cái nghiên cứu cho ta thấy phân biệt giữa cái nhóm thành công và thất bại sau 6 giờ sử dụng chỉ số ROX Index. Một số các nghiên cứu khác thì áp dụng trên cái triển khai cái HMNC trên cái mức độ là đánh giá xem nó áp dụng ở đâu. Thì đây là một cái nghiên cứu mà của tác giả Mỹ, thì người ta đánh giá trên 32 bệnh nhân lớn tuổi, tức là tuổi thấp nhất là 74,5 tuổi đến cao nhất là 83 tuổi, thì thấy rằng là gì? Trong số 32 bệnh nhân đó chỉ có 3-4 bệnh nhân là không chịu được HMNC thôi, còn tất cả đều chịu được và tỷ lệ tử vong chung rất là thấp trong cái nhóm này, tới có chỉ có 25% thôi. Các nghiên cứu khác của Trung Quốc thì cho ta thấy là cái nhóm chọn cái nhóm bệnh nhân mà tốt ấy cho HMNC, thì ví dụ như là cái nhóm mà chúng ta thấy là sẽ đánh giá xem thất bại có HMNC, thì thấy là nếu P/F trên 200 giống như nghiên cứu trước là có thể phân tách được cái nhóm thành công. Như vậy thì chọn bệnh nhân nhẹ thôi, mức độ tổn thương phổi và P/F từ 200 đến 300 là tốt nhất. Nhưng tất nhiên chúng ta có nhiều bệnh nhân thậm chí P/F quanh gần 100, chúng tôi cũng thử HMNC và rất nhiều bệnh nhân đáp ứng tốt. Tiếp cận bệnh nhân COVID-19 thì đây là một cái hướng dẫn của các tác giả Canada đã đăng trên tạp chí Thorax năm 2020. Thì chúng ta tiếp cận như nào? Đầu tiên là nếu bệnh nhân thở oxy thở khí phòng và SpO2 dưới 92%, thì chúng ta cho thở oxy như là gọng kính, như là mask. Nếu SpO2 trên 92% thì chúng ta duy trì được cái biện pháp oxy đó. Nhưng nếu SpO2 theo dõi dưới 92% thì chúng ta cho thở HFC thử đi, thử trong vòng 30 đến 60 phút thôi, không cần thử dài, đúng không ạ? Nếu cải thiện thì chúng ta duy trì HMNC, nếu không cải thiện tiếp tục oxy tồi xuống, thì chúng ta mà vẫn tiếp tục dấu hiệu khó thở rồi các chỉ số như tôi mô tả ở trên, thì chúng ta cho thử thở NIV ngắn thôi. Nếu NIV cải thiện thì chúng ta cho bệnh nhân thở NIV, còn nếu không cải thiện thì chúng ta phải tần nội quản. Đây là cái cách tiếp cận của cái bệnh nhân khi mà đến viện, và tùy theo cái mức độ đáp ứng thì chúng ta sử dụng các biện pháp khác nhau. Nhưng tất nhiên
không phải bệnh nhân nào cũng theo cái trình tự như này mà chúng ta có thể thực hiện được. Có những bệnh nhân chúng ta đang thử nó lại để diễn biến nhanh hơn và chúng ta phải nhảy cọc. Về tư thế nằm sấp khi thở FMC thì đây là một trong cái chủ đề mà thảo luận ở rất nhiều các cái diễn đàn và chúng tôi cũng đã thử trên rất nhiều bệnh nhân. Và hầu hết các bệnh nhân thở FMC của chúng tôi đều được tiến hành cho nằm sấp. Tuy nhiên một số bệnh nhân bảo nằm sấp khó chịu thì chúng tôi cho nằm nghiêng. Tóm lại chúng ta phải thay đổi một cái tư thế nào đó khi cho bệnh nhân thở mà bệnh nhân có thể chủ động chọn được cái tư thế đó. Rất nhiều bệnh nhân chọn tư thế nằm sấp. Đây là một trong cái bài báo, trong những cái bài báo đầu tiên. Vì là cái ca lâm sàng đó người ta chỉ đăng ở dưới dạng là tham khảo thôi, corresponding thôi. Thế thì đây là một cái ca lâm sàng mà chúng ta nhìn thấy cái tổn thương phổi rất là tồi tệ. Và bệnh nhân được thở HFMNC và cho nằm sấp vào trên giường bệnh. Và chúng ta nhìn đây là một cái bệnh nhân béo phì, rất là thừa cân đúng không ạ? Và sau khi thở HFMNC như vậy thì chúng ta thấy được là cải thiện được P trên F rất là rõ rệt. Và tuy nhiên thì sau một thời gian thì nó lại trồi sụp, đâm ra người ta chuyển cho tư thế nằm sấp. Thì sau khi tư thế nằm sấp thì bệnh nhân cải thiện, bệnh nhân lại quay lại được cái FiO2 trước đó của bệnh nhân rất là tốt, trên 200. Và rất nhiều bài báo sau đó đã đề cập đến chủ đề là cho bệnh nhân thở máy hỗ trợ không xâm lấn và chúng ta cho nằm sấp. Thì đây là một trong những cái bài báo nói về câu chuyện đó. Thì đây là một cái nhóm nghiên cứu có khá lớn bệnh nhân, tới trên 100 bệnh nhân và chia thành hai nhóm. Một là 67 bệnh nhân được điều trị, 76 bệnh nhân được điều trị bằng cái oxy hoặc là thở các thiết bị nhưng mà không nằm sấp. Và trong số đó thì 38 bệnh nhân thì được nằm sấp. Các cái chỉ số thì có vẻ là không có sự khác biệt giữa cái hai cái nhóm bệnh nhân về triệu chứng lâm sàng, về tần số thở, về pH máu, P trên F và các biện pháp hỗ trợ. Ở đây người ta chọn bất kỳ, có thể thở FMNC, thở CPAP hoặc thở NIV. Và kết quả của cái nghiên cứu này ấy, thì cho ta thấy là có cái sự cải thiện nhất định về các cái chỉ số chính của nghiên cứu. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ tử vong sau 30 ngày chẳng hạn, trong vòng 30 ngày chẳng hạn, thì cái nhóm bệnh nhân được thở nằm sấp thấp hơn. Rồi cái số ngày nằm viện, số ngày mà không phải thở máy cũng nhỏ hơn. Tỷ lệ phải mở khí quản thấp hơn. Rồi số ngày nằm trong khoa ICU, rồi số ngày nằm viện đều thấp hết. Tuy nhiên thì ý nghĩa thống kê nó phụ thuộc vào từng cái nhóm. Ví dụ như là để cải thiện được tỷ lệ tử vong mà có ý nghĩa thống kê ở trong cái nghiên cứu này thì chưa có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên cái tỷ lệ tử vong á, nó phụ thuộc vào vô cùng nhiều yếu tố trên bệnh nhân COVID. Do đó chúng ta có thể cần những cái nghiên cứu lớn hơn để chúng ta chứng minh cái điều đó. Và đối với một cái bài báo cũng gần đây thôi, chúng ta thấy là trên cái tạp chí về chuyên về hô hấp, đó Respiratory Care, nói về cái câu chuyện là chúng ta xem là khi bệnh nhân mà không đặt ống mà phải nằm sấp thì nó tốt hay là xấu. Thì rất ít khi mà một cái tạp chí mà chuyên về thực hành lâm sàng như Respiratory Care lại đăng một cái bài mà gọi là phân tích gộp và phân tích hệ thống, mà tôi thấy là rất ít gặp những cái câu chuyện đó. Nhưng mà cái bài này được đăng trên cái tạp chí đó. Thì khi đăng trên tạp chí đó thì người ta quan sát những cái gì ở đây. Có 50 nghiên cứu, trong đó thì lấy 46 nghiên cứu được công bố trên báo chí và một số cái nghiên cứu của họ, thì tổng số là gần 3.000 bệnh nhân, trong đó có gần 1.000 bệnh nhân nằm sấp, là 921 so với 870 trường hợp mà không nằm sấp. Thì khi nằm sấp thì cải thiện oxy rất rõ trong 19 cái nghiên cứu mà mô tả về cái nằm sấp đó. Và tỷ lệ đặt nội khí quản trong nằm sấp là 27%, so với nằm ngửa là 30%, nhưng mà nó thấp hơn 3% thôi. Nhưng mà P không có ý nghĩa. Và tỷ lệ tử vong thì có xu hướng cải thiện nhóm nằm sấp 11% so với 22%. Nhưng mà chưa đủ cái mức độ gọi là ý nghĩa thống kê. Như vậy cái nghiên cứu này nó cho chúng ta thấy là nằm sấp tốt hơn so với nằm ngửa về oxy, chưa giảm được tỷ lệ đặt nội quản, có cải thiện tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu về số lượng chúng ta thấy cũng đủ lớn, cũng có thể gợi ý cho chúng ta rằng là có một cái gì đó cần phải làm, những nghiên cứu được gọi là so sánh đối chứng ngẫu nhiên để nó chứng minh được cái điều mà nghiên cứu của những cái nghiên cứu mà phân tích gộp cho chúng ta thấy. Và một cái nghiên cứu gần đây nhất thì đăng trên tạp chí về hô hấp do các cái tác giả Đài Loan đưa ra, thì cái cũng là một cái phân tích gộp thôi, nhưng mà trong cái nghiên cứu này cho ta thấy được cái rõ ràng hơn, số lượng bệnh nhân nó không bằng cái nghiên cứu kia, nó có khoảng hơn 60 bệnh nhân của cái nhóm nằm sấp. Và ở cái nghiên cứu này thì thấy được rõ ràng rệt nhất là cái nằm sấp nó cải thiện được cái tỷ lệ đặt nội quản trên cái nhóm bệnh nhân COVID và cũng như là nhóm bệnh nhân không phải COVID. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu cho chúng ta thấy
một mặt nào đó nó gợi ý cho chúng ta rằng nằm sấp là rất có ý nghĩa trên bệnh nhân. Và vì lý do như vậy thì hiện nay chúng ta việc sử dụng các cái quy trình như thế nào thì đây là một trong cái quy trình tôi thấy là có thể tham khảo được rất là tốt. Ví dụ như họ chia thành các bước, từng cái bước một chúng ta tiến hành cho thở oxy giống như tôi đã đề cập ở trên, sau đó thì cho thở không xâm nhập bằng ba cái hình thức: một là cho thở high flow, hai là cho nằm sấp, và ba là thở không xâm nhập. Và sau đó đến bước thứ ba, nếu đánh giá mà các chỉ số khí máu rồi huyết động có vấn đề rồi vấn đề suy hấp đe dọa thì lúc đó người ta có thể tiến hành cho thở xâm nhập. Rồi chúng ta chọn các giải pháp như vậy. Các yếu tố dự đoán thành công của thở HFNC thì chúng ta có biết là có rất nhiều yếu tố, như là chúng ta đã có một cái bài trình bày ở trên, cái phần nghiên cứu ở trên. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu thì đều thấy cái điểm chung tôi thấy đó là các cái chỉ số liên quan đến oxy máu rất là quan trọng trong vấn đề tiết lượng. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng là nếu như cái chỉ số ROX của bệnh nhân ấy mà chúng ta theo dõi mà nó trên 5 thì đe dọa cái việc mà đặt nội khí quản của bệnh nhân rất là cao. Và đây là cái nghiên cứu cho chúng ta so sánh được cái nhóm mà ROX trên 4,9, chính xác là trên 4,9,4 và so với 4,9,4 theo thời gian để chúng ta có thể thấy được điều đó. Các cái nghiên cứu khác thì cũng tương tự như vậy. Các chỉ số mà người ta so sánh để xác định được cái nhóm nào có nguy cơ phải đặt nội khí quản đó là giảm tiểu cầu. Thì tiểu cầu là một câu chuyện chứng tỏ một cái bệnh nền hoặc là cái tình trạng mà tổn thương DIC rất là nặng. Hai là tăng IL6 hoặc là, và cái thứ ba vẫn là chỉ số ROX index quanh quẩn 5,3 là trong 4 giờ đầu là tiên lượng độc lập về cái sự thất bại của HFNC. Và vì lý do như vậy thì rất nhiều các cái hướng dẫn ở trên thế giới cho các cái khu vực và cho các bệnh viện người ta đưa ra. Ở đây tôi tổng hợp một cái hướng dẫn của Đan Mạch. Thì chúng ta có thể tham khảo hướng dẫn này. Tương tự như các cái biện pháp đề cập ở ba bước chúng ta đề cập ở trên, với các cái mức độ khác nhau của COVID, chúng ta quyết định sử dụng các biện pháp gì, chúng ta theo dõi ra sao và chọn các chỉ số gì là cái chỉ số quan trọng để chúng ta theo dõi. Thì trong cái hướng dẫn này á, người ta vẫn cũng rất nhấn mạnh đến cái vai trò của chỉ số ROX index với các mức độ khác nhau, và người ta có thể chia rõ cho chúng ta thấy là các cái mức độ như là xanh, như là vàng, như da cam, như là đỏ để chúng ta quyết định cái mức độ để can thiệp cho bệnh nhân. Đây là một trong những khâu rất là quan trọng, thì chúng ta đã thảo luận với nhau rất là nhiều rằng nếu như chúng ta cố để cho bệnh nhân thở HFNC mà chúng ta không phát hiện được cái thời điểm mà chuyển thở xâm nhập cho bệnh nhân ấy, thì chắc chắn là bệnh nhân của chúng ta sẽ nguy cơ đe dọa tính mạng rất là cao. Về các cái biến chứng thì HFNC là một biện pháp rất ít có biến chứng, nhưng một trong những biến chứng mà chúng ta lo ngại mà chúng tôi cũng đã gặp một số bệnh nhân đó là bệnh nhân có tràn khí, đặc biệt là tràn khí trung thất. Thì trong cái nghiên cứu này thì người ta đánh giá cái vai trò của cái HFNC với và những biện pháp thở không xâm nhập khác, ví dụ như là thở oxy PAP qua mask hoặc qua cái mũ trùm đầu, rồi các biện pháp thở NIV khác, thì xem nó có khác biệt gì về cái tỷ lệ tràn khí không. Thì HFNC không tăng tỷ lệ tràn khí so với các cái kỹ thuật không xâm lấn khác. Và một cái nghiên cứu, một cái ca lâm sàng đưa ra gần đây, rất là gần đây, về một cái trường hợp là diễn biến rất là kéo dài của một cái bệnh nhân lớn tuổi, 89 tuổi, và cái xuất hiện tràn khí vào ngày thứ 21 của bệnh. Chúng ta nhìn thấy rất rất rõ cái tràn khí trung thất, và chúng tôi gặp một số trường hợp tràn khí trung thất trên bệnh nhân COVID mà có thể là liên quan hoặc không liên quan đến HFNC cũng như là liên quan đến thở máy. Thì ca lâm sàng này sau khi đưa giới thiệu ca lâm sàng thì người ta cũng tổng kết trong y văn thì hiện nay có khoảng 41 ca COVID-19 có báo cáo về cái tràn khí trung thất. 18 ca thì xuất hiện sau khi thở máy xâm nhập và 1 ca xuất hiện thở NIV. Chỉ có 1 ca thở HFNC là báo cáo rằng là có tràn khí trung thất thôi. Và nhiều khả năng cái tràn khí trung thất đấy là liên quan đến các cái tổn thương của phổi bệnh nhân chứ không phải liên quan HFNC cũng như các kỹ thuật khác. Một cái chủ đề cũng rất là được rất nhiều các cái đồng nghiệp của chúng ta quan tâm đó là khi chúng ta thở HFNC thì nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân tăng lên. Vậy thì chúng ta phải làm gì và có cần phải thiết kế cái phòng ốc của chúng ta gì đặc biệt hay không? Đấy là một những cái mà chúng ta hay rất là quan tâm, thì có rất nhiều nghiên cứu ở đấy. Tôi điểm ra đây có 4 nghiên cứu mà tôi lấy làm tài liệu tham khảo. Thì các nghiên cứu này từ các khu vực khác nhau, từ châu Á, từ Bắc Mỹ và từ châu Âu. Thì việc đầu tiên là cái nghiên cứu ở châu Âu chúng ta thấy là người ta so sánh các cái biện pháp hỗ trợ hô hấp khác nhau
từ là mặt nạ Venturi, từ cái mặt nạ mà không thở lại, mặt nạ đơn giản và HMNC, thì tôi thấy cái khoảng cách mà cái hạt nó có thể bắn được, đúng không ạ? Hạt nó bắn được thì với các cái lưu lượng dòng khác nhau của các hệ thống khác nhau, thì tôi thấy là thậm chí là HMNC, cái khoảng cách bắn của các cái giọt bắn ấy, thậm chí nó còn thấp hơn cả cái mass mà không thở lại, cũng như là mass mà Venturi. Đấy là những cái mà chúng ta biết là không phải dòng chảy cao, mà là yếu tố từ cái thiết bị sử dụng của chúng ta, nó là yếu tố phát tán virus, mà chính từ phía bệnh nhân mới là yếu tố phát tán virus. Và đây cũng thế, tương tự các cái thiết bị như là thở không xâm lấn của chúng ta, thì người ta thấy rằng là nếu mà so sánh giữa HFNC với thở không xâm nhập, thì thở không xâm nhập thực tế nó còn phát tán còn cao hơn. Bởi vì sao? Thở không nhập là áp lực dương. Khi mà bệnh nhân thở ra thì cái áp lực dương nó cùng với dòng dòng khí hở ra, những cái chỗ hở đó, đặc biệt là để bù dòng chảy, thì cái hệ thống áp lực thở không nhập sẽ sử dụng dòng chảy rất cao. Nếu mà cái hệ thống mask nó hở thì lúc đó cái dòng phụt có thể thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với các cái thiết bị khác. Và vì lý do như vậy thì các thiết, nếu mà nó tính về tính an toàn ấy, thì người ta phải chọn các cái biện pháp hỗ trợ không xâm nhập lần tốt nhất cho bệnh nhân. Thì các cái tổ chức ở trên thế giới họ đưa ra các khuyến cáo khác nhau. Ví dụ đa phần các tổ chức là đều khuyến cáo là sử dụng SMC thì tốt hơn. Còn nếu như đã thật sử dụng NIV mà CPAP thì chúng ta phải cho bệnh nhân đeo cái mặt nạ trùm đầu, tôi là trùm luôn cả đầu, nó chính là helmet ấy. Và chúng ta biết là rất nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng là cái helmet đấy nó tốt hơn về vấn đề khuếch tán. Tuy nhiên thì vấn đề cải thiện oxy không phải là cái tốt nhất trong các cái biện pháp lựa chọn không xâm nhập. Và để so sánh về cái ảnh hưởng trực tiếp trên nhân viên y tế thì cũng rất nhiều nghiên cứu nói về câu chuyện đấy. Ví dụ đây là một nghiên cứu, người ta so sánh giữa việc sử dụng các cái thiết bị khác nhau, ví dụ như ở đây là thiết bị không xâm lấn rồi hoặc là high flow, để xem là các cái thời điểm sự áp dụng các kỹ thuật đó thì cái tỷ lệ mắc COVID bị nhiễm của nhân viên y tế đấy có tăng lên không. Thì đây là một nghiên cứu nói về câu chuyện này. Thì họ kết luận là gì? Kể cả chúng ta sử dụng như thế nhưng mà cái tỷ lệ mà nhân viên y tế bị nhiễm COVID cũng không tăng lên. Ví dụ như đây họ quan sát rất là kỹ qua cái thời gian, thì khi mà tiến triển cái mức độ dương tính của bệnh nhân tăng lên thì theo thời gian thì nhân viên y tế cũng tăng theo, nhưng mà sau đó thì mặc dù có áp dụng nhưng mà các cái số lượng ca nhiễm giảm đi thì nhân viên y tế cũng giảm đi, không liên quan đến kỹ thuật mà chủ yếu liên quan đến tỷ lệ mắc của bệnh nhân và chúng ta phải chăm sóc cho bệnh nhân. Vậy thì để làm những cái việc đó thì tất nhiên là chúng ta không không thể nói là 100% nó không gây ra cái chuyện lây nếu chúng ta làm việc ở trong môi trường mà có những cái thiết bị hỗ trợ không xâm nhập, ví dụ như NIV hoặc FMC. Và tốt nhất là nếu như chúng ta có hệ thống mà chúng ta có thể bọc lại hết mọi thứ, chúng ta đặt ống nội quản, chúng ta thút đờm kín, chúng ta có phin lọc đầu trước đầu sau của hệ thống, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có yếu tố gì về nguy cơ về vấn đề mà lây nhiễm cả, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có rất nhiều bệnh nhân thở không xâm nhập, rất nhiều bệnh nhân thở high flow. Thì cái cách mà người ta khuyên ấy là nếu chúng ta sợ thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở hệ thống HFMNC, nhưng mà chúng ta cho bệnh nhân đeo khẩu trang vào. Thì đây là một cái nghiên cứu nó nói về câu chuyện đó. Thì nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đeo khẩu trang cho những cái bệnh nhân thở high flow ấy, thì cái sự khuếch tán phát tán của giọt bắn nó cũng giảm đi một cách đáng kể. Và đấy là lý do tại sao là chúng ta có thể áp dụng được một cái khẩu trang rất rẻ tiền thôi, khi cho bệnh nhân thở chúng ta có thể giảm thiểu được những cái yếu tố phát tán ở trên môi trường, và chúng ta áp dụng điều này rất nhiều trên bệnh nhân Việt Nam. Vậy để kết luận thì chúng tôi có mấy cái điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất là HFMNC là một đã chứng minh được là một kỹ thuật hỗ trợ hấp rất là an toàn, hiệu quả trên bệnh nhân suy hấp nói chung ấy, do thiếu oxy. Đối với bệnh nhân COVID-19 thì thực sự nó đang càng ngày càng chứng tỏ cái vai trò không thể thiếu được trong điều trị hỗ trợ hô hấp cho những cái bệnh nhân COVID-19 có tổn thương phổi. Cái điều quan trọng ấy là chúng ta phải đánh giá theo dõi một cái rất là sát sao trong những giờ đầu. Ví dụ thường các nghiên cứu nói là 4 giờ, nghiên cứu 6 giờ cho chúng ta thấy là cái đánh giá được cái việc đáp ứng của bệnh nhân. Và chúng ta phải phát hiện được rất sớm những bệnh nhân có nguy cơ cần phải đặt nội quản, tức là bệnh nhân không đáp ứng HFMNC, thì những nhóm bệnh nhân đấy chúng ta phải can thiệp. Và cái việc can thiệp chúng ta phát hiện được sớm rất là quan trọng ở cái điểm là cái cách tiếp cận của chúng ta nó không bị thụ động, chúng ta không phải tốn quá nhiều người để triển khai kỹ thuật nếu như cái kỹ thuật đó phải tiến hành một cách cấp cứu gọi là thảm họa.
Còn nếu như chúng ta chuẩn bị được thì cái số người và tham gia vào cái kỹ thuật đó sẽ giảm đi. Đấy là một trong những việc rất là quan trọng cho việc chúng ta phải xác định cái nhóm nguy cơ để chúng ta phát hiện và điều trị sớm. Cái chỉ số ROC index là một chỉ số rất là đơn giản, có thể áp dụng tại giường và chúng ta có thể áp dụng nó để tiên lượng được bệnh nhân cần phải đặt nội quản. Và nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế là có đối với thiết bị HMC giống như là các thiết bị khác. Tuy nhiên thì chúng ta có rất nhiều biện pháp để chúng ta hạn chế cái chuyện đó. Ví dụ chúng ta biết cái khoảng cách mà nó có thể phát tán, rồi chúng ta có thể sử dụng các biện pháp, ví dụ như đeo khẩu trang chẳng hạn, có thể làm giảm được cái nguy cơ lây nhiễm đó. Và để kết thúc cái bài trình bày thì tôi rất là trân trọng cảm ơn cái sự tham gia, chú ý theo dõi của tất cả các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Và tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời thầy Đặng Thanh Tuấn sẽ trình bày cái chủ đề của thầy, mà không biết là hệ thống kết nối của chúng ta đã ok chưa nhỉ? Xin mời thầy ạ. Thầy Tuấn đã được kết nối chưa ạ? Xin mời thầy. Hello, dạ chào các bạn. Các bạn có nghe được nghe tiếng không ạ? Để thầy rất rõ đấy. Rồi, dạ, bây giờ các bạn đã thấy hình chưa? Các bạn đã thấy được cái slide chưa? Rồi ạ. Rồi, dạ cảm ơn. Thì việc đầu tiên là tôi cũng xin đâu màn hình đi anh Tuấn ơi. Không nghe tiếng thầy ơi. Thầy nói nhưng không tiếng à. Thầy tắt mic rồi ạ. Rồi, dạ nghe chưa? Nghe rồi. Hello, dạ nghe chưa? Rồi, dạ, nghe rồi phải không ạ? Dạ, nghe rồi. Rồi, tôi xin nói tiếp. Cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ nói về phần thiết bị. Rồi, thì đầu tiên tôi nói những cái việc mà tại sao chúng ta lại chọn lựa cái một cái kiểu hỗ trợ hô hấp mới này đối với cái dịch COVID. Thì chúng ta cũng biết là bệnh nhân siêu hấp thì chúng ta sẽ có từng bước để mà hỗ trợ bệnh nhân, từ những cái bước đơn giản ít xâm lấn cho tới càng ngày càng xâm lấn nhiều hơn. Thì đánh giá về cái mức độ mà hỗ trợ đó của HFMC đó thì nó cao hơn thở oxy, nhưng mà nó vẫn thấp hơn những biện pháp hỗ trợ không xâm lấn khác như là thở CPAP hoặc là thở BiPAP qua NIV. Thứ hai là chúng ta tại sao chúng ta lại chọn lựa, chúng ta lại thích những biện pháp hỗ trợ không xâm lấn này. Đầu tiên thì nó là một cái can thiệp sớm, can thiệp lúc bệnh nhân mới bắt đầu có triệu chứng khó thở thôi, cho nên là nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn là so với chúng ta can thiệp muộn đợi cho bệnh nhân phải đặt nội khí quản. Thứ hai nữa là đây là một can thiệp mà bệnh nhân rất dễ chấp nhận. Nếu mà chúng ta chỉ cần so sánh giữa HFNC với lại NIV qua mask chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái HFNC làm cho bệnh nhân dễ dàng chấp nhận rất là nhiều so với lại cái phương tiện mà chúng ta NIV qua mask. Thứ ba là cần chế độ chăm sóc thấp. Như các bạn biết thì trong cái mùa dịch COVID này thì nhân viên y tế chúng ta rất là khan hiếm. Nếu mà một nhân viên y tế có thể chăm sóc được nhiều bệnh nhân hơn đó thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Và khi mà chúng ta chăm sóc cho một bệnh nhân thở HFNC thì nó rất là đơn giản hơn so với một cái chăm sóc cho một cái người mà phải đặt nội khí quản thở máy. Thứ ba là cái trang thiết bị nó rẻ tiền. So cái giá của HFNC thì chắc theo tôi nghĩ chắc chừng 1/5 của máy thở thôi. Cái tiếp là nó là một cái thiết bị dễ sử dụng. Thường thường đó chúng ta nói là những cái người mà bác sĩ đi chống dịch thì cái số người mà làm cái ngành hồi sức mình rất là ít, còn đa số là tai ngang, tức là những anh chị mà cũng bác sĩ nhưng mà chúng ta không phải làm ở lĩnh vực hồi sức. Thì đối với HFNC thì chúng ta chỉ cần tập huấn một cái buổi rất là ngắn
thì mọi người vẫn có thể sử dụng được, còn máy thở thì không có chắc được cái chuyện đó. Cái cuối cùng là đây là biện pháp không xâm lấn cho nên nó sẽ ít gây nhiễm trùng bệnh viện. Tuy nhiên thì lúc ban đầu sử dụng cái hemodynamics cho cái quần thể mà cái người bệnh mà bị COVID đó thì nó bị một số cái lo ngại. Cái lo ngại thứ nhất á, là khi người ta nghiên cứu thì người ta thấy là cái hemodynamics trên cái những người bệnh mà bị bệnh bị hội chứng trung đông, đó là MERS-CoV đó, thì nó tỷ lệ khá là thấp, cho nên người ta không hiểu là lúc đầu đó thì khi mà áp dụng cho COVID thì như thế nào. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian là một năm mấy nay áp dụng HMRC cho bệnh nhân COVID thì như các bạn cũng biết là trên thế giới cũng có rất nhiều nghiên cứu rồi, thì thấy nó hiệu quả cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì có hai cái chuyện mà chúng ta phải lưỡng lự để sử dụng đó. Đó thứ nhất là cái việc hao tốn oxygen. Như các bạn biết thì để mà có một cái HMRC mà tương đối là gọi là vừa vừa phải đó, nồng độ oxy chừng 60% với cái lưu lượng là khoảng từ 40 đến 60 lít phút á, 60 lít phút á, thì chúng ta phải tốn oxygen là khoảng từ 15 cho tới 20 lít một phút. Thì như vậy đối với một cái đơn vị giả chiến mà xài oxy bình đó thì chỉ cần khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là hết một bình, 2-3 tiếng đồng hồ hết một bình cho một bệnh nhân. Thì cái điều này làm cho cái sự khủng hoảng oxygen rất là nhiều. Cái chuyện thứ hai là cái nguy cơ tạo khí dung, như hồi nãy bác sĩ Sơn cũng đã nói đó, thì tức là người ta sợ là cái HMRC này nó tạo ra những cái hạt khí dung có mang virus, cho nên nó có khả năng là lây nhiễm cho người nhân viên y tế hay là không. Thì trong những nghiên cứu hồi nãy bác sĩ Sơn cũng đã nói rồi, thì tôi cũng xin nói là so với những cái thủ thuật như mà đặt nội khí quản, hút đàm qua nội khí quản, hoặc là thậm chí bóp bóng qua cái mặt nạ trước khi đặt nội khí quản đó, thì tất cả những cái đó thì nguy cơ tạo ra cái lây nhiễm cho người nhân viên y tế rất là nhiều so với lại thở HFNC. Cho nên các anh chị cũng an tâm về cái chuyện thở HFNC thì nó cũng không đến nỗi là gọi là quá mức lây nhiễm. Cái chỉ định mà hỗ trợ hô hấp của HFNC cho bệnh nhân COVID đó, thì các anh chị nhớ là đây là một biện pháp hỗ trợ hô hấp, cũng phải nó ở cái mức độ nhẹ nhẹ đến vừa thôi. Cho nên là đương nhiên mình sẽ chọn lựa cái đối tượng bệnh nhân mình là không phải những bệnh nhân quá nặng. Các anh chị đừng có tin tưởng nó quá mức đến độ là các anh chị chọn cho những bệnh nhân quá nặng thì cái khả năng nguy cơ mà thất bại rất là cao. Chẳng hạn như bệnh nhân AIDS mà có cái B trên F mà trên 150 đó thì chúng ta không chọn nè. Những bệnh nhân có huyết động không ổn định, có suy đa cơ quan, có thay đổi tri giác thì chúng ta không nên chọn. Cái việc thứ hai là cái phòng mà chúng ta cho những bệnh nhân theo dõi HMRC đó thì chúng ta phải có đầy đủ người điều dưỡng để mà theo dõi. Đồng thời là có khả năng đặt nội khí quản ngay tại chỗ là tại vì nếu mà chúng ta thất bại HFNC thì bệnh nhân rất là có nhiều khả năng là ngưng thở, cần phải đặt nội khí quản để thở máy. Để tránh lây lan qua không khí đó thì đương nhiên là chúng ta phải có một những cái điều kiện tối thiểu. Chẳng hạn như là về phòng ốc đó thì nếu được thì chúng ta có phòng ốc lực âm. Tuy nhiên thì đối với lại rất nhiều nơi đó thì cái chuyện mà phòng có lượng âm là không tưởng rồi. Cho nên là chúng ta có thể dùng những cái phòng mà nó có cái tốc độ trao đổi khí khá là tốt, và những cái giường bệnh nhân cách nhau thì phải trên 1 mét thì ok. Thứ hai nên về nhân viên y tế thì chúng ta phải mặc PPE cẩn thận. Cái điều tối thiểu nhất á, là các anh chị phải có một khẩu trang N95 hoặc tương đương, và phải có khiên che mặt. Còn khi mà sinh hoạt trong phòng thì chúng ta tốt nhất chúng ta đứng cách xa bệnh nhân trên 1 mét. Như nãy chúng ta cũng biết á, là cái khả năng phát tán virus đối với HFNC thì nó khoảng 30-40cm thôi. Nếu chúng ta đứng cách bệnh nhân trên 1 mét thì khả năng lây nhiễm chúng ta sẽ giảm thấp xuống. Chỉ những khi nào chúng ta cần phải đến gần bệnh nhân để mà chăm sóc thì chúng ta mới đến gần thôi. Và cái thứ tư là nếu mà tốt nhất. Dạ. Thầy Tuấn ơi, thầy share lại màn hình đi ạ. Dạ. Thầy tắt màn hình, thầy share lại đi. Màn hình ở đây không nhìn thấy ạ. Dạ. Rồi, thấy chưa? Hello. Thấy chưa? Thầy show to lên ạ. Thấy rồi thầy ơi. Dạ. Thấy rồi ha, cảm ơn. Dạ. Tôi sẽ nói tiếp.
Thì đối với lại cái người bệnh mà thở HNC đó thì tốt nhất là sau khi chúng ta đã set up xong hết thì chúng ta cho cái người bệnh mang khẩu trang y tế, thì cái khẩu trang y tế nó sẽ làm giảm cái phát tán virus rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi xin nói về phần thiết bị. Thì phải nói là cái thiết bị HNC thì nó rất là giống cái thiết bị mà chúng tôi thường ngày cho cái em bé ở CPAP, cho nên nó là không làm cho tụi tôi bối rối. Tuy nhiên các bác sĩ về người lớn đó thì chắc có lẽ là sẽ nhìn thấy cũng rất là lo ngại vì không biết là chúng ta phải lắp ráp như thế nào. Thì thiết bị này thứ nhất là phải gồm có một cái bộ trộn khí. Cái bộ trộn khí này nó sẽ lấy một cái nguồn từ cái khí nén và một nguồn từ oxy để chúng ta trộn thành một cái FiO2 nhất định. Thì cái đặc biệt là cái bộ trộn khí này nó phải có một cái lưu lượng mà khí đi ra đó thì phải đến mức tối đa của cái lưu lượng đó là 60 lít một phút. Thứ hai là chúng ta phải có một cái thiết bị làm ấm và ẩm. Thì thiết bị này cũng rất là quan trọng, nó giúp cho cái không khí mà cung cấp cho bệnh nhân đó thì sẽ đạt được độ ẩm là 100% và đạt được cái nhiệt độ là 37 độ C khi đến mũi bệnh nhân. Và thiết bị thứ ba là cái nó gọi là nasal cannula, tức là cái kết nối đôi mũi người bệnh để cho người bệnh thở. Thì cái này nó sẽ là giao diện mà thoải mái cho người bệnh. Nếu chúng ta so sánh với thở oxy với lại thở HFNC đó thì thở HFNC nó cung cấp một lưu lượng cao. Hồi nãy bác sĩ Sơn cũng có nói này, thì như các anh chị biết đó, là một cái lưu lượng cái thể tích phút cho một người bình thường thì chúng ta tạo ở khoảng chừng 6-7 lít phút. Thì như vậy thì cái lưu lượng hít vào của một người bình thường không có thở gì đó thì khoảng 20, còn đối với người có thở thì khoảng 30 lít một phút. Vì vậy chúng ta phải tạo được một cái lưu lượng nó cao hơn cái lưu lượng hít vào của một người bình thường thì mới đảm bảo được cái lưu lượng của một người bệnh. Như vậy thì chúng ta sẽ khởi đầu một cái FNC từ khoảng 30 lít trên phút trở lên. Và thường thường là những cái thế hệ máy mà FNC hiện tại chúng ta đang sử dụng đó thì lưu lượng tối đa nó khoảng chừng 60 lít một phút. Thứ hai nữa là cái FNC thì nó có thể đạt được một cái nồng độ oxy cao đến 100%, nó có thể đạt được độ ẩm đến 100% và nó có một cái tác dụng tiếp nhẹ thôi, mặc dù nó nhẹ thôi nhưng mà nó cũng cải thiện rất là nhiều cái tình trạng hô hấp của bệnh nhân và đồng thời nó cũng dung nạp rất là tốt. Giờ để biết về cái phân loại HFNC thì chúng ta có 3 loại. Cái loại thứ nhất là một cái hệ thống HFNC đơn giản. Thì để mua cái hệ thống HFNC này đôi khi các anh chị cần lắp ráp những cái thiết bị mà có sẵn ở trong bệnh viện mình là cũng có thể có rồi. Thứ hai là những máy tạo lưu lượng HFNC. Và thứ ba là cái chế độ thở HFNC trên máy thở. Vì vậy cái hệ thống HFNC đơn giản như lúc đầu đã trình bày đó thì nó phải có một cặp lưu lượng kế, một thiết bị làm ẩm và ấm, và thứ ba là một cái gọi là cái nasal cannula để kết nối với bệnh nhân. Thì cái thiết bị mà chúng ta gọi là bộ trộn khí đó thì ở trẻ em tôi dùng một cái cặp OCTE trộn với nhau. Tuy nhiên thì mỗi cái cột này thì nó được khoảng chừng. Dạ thầy ơi, cho nên là thầy ơi, alo thầy đó. Ơi, thầy ơi, dạ. Thầy slide nó không nhảy từ nãy giờ đó thầy ơi. Dạ. Hả? Dạ. Nãy giờ không thấy. Tắt mic cho bác đi. Chị là tắt mic cho. Chị là tắt mic cho. Okay. Rồi mình thấy lại chưa? Hello. Thầy show slide được thầy ơi, mở phóng to. Rồi. Rồi có thấy được chưa? Hello mọi người thấy chưa? Chưa show slide vậy. Thầy tắt đi thầy. Rồi. Bây giờ làm lại nha. Dạ. Sao rồi thầy? Thầy thử next slide xong được không? Rồi. Được chưa? Show lên anh Tuấn ơi.
chưa thấy gì. Sao rồi? Chưa thấy gì luôn. Vào lại cái giấm của thầy, cái màn hình sâu của thầy. Thầy đang sâu ở màn hình thứ hai sâu mới được. Thầy đang sâu slide ở màn hình thứ hai, thầy phải chuyển sang sâu ở màn hình của thầy. Dạ được chưa? Hello, dạ được chưa? Thầy đi slide cũng được không? Lên đó rồi. Chưa sâu. Chưa thầy ơi. Chưa sâu rồi. Trời ấn slide show trên PowerPoint á. Có một cài đặt ở đó. Thì làm slide show trên PowerPoint rồi đó. Ấn vào thẻ slide show ở trên PowerPoint có cái mục cài đặt ở đó. Thẻ ở phía trên cùng ấy ạ. Ở cạnh có cái nút insert design đấy. Cạnh cái mục animation nữa. Có mục setup slide đấy. Rồi. Mình bấm vô gì ạ? Setup slide show ạ. Đúng rồi ạ, bấm vào đấy ạ. Có mục chưa thấy ạ? Dự cho chị thầy bấm lại đi ạ. Bên cơ số nghe kia nhớ bị khẩu trang đi thăm nha. Dạ phải. Bây giờ bắt buồn ngon. Thì... bấm vào setup slide show. Thầy ơi, thầy ấn F11 đấy ạ. Thầy ấn F11 đấy ạ. Nó sẽ trình lên ạ. Setting center view đấy ạ. Sao lại F vừa bắt buộc phải đeo N95? Nó thầy khó cài đặt quá thì chắc là thầy phải bấm vào. Thầy phải bấm vào từng slide. Vì tính. Thấy không ạ? À? Ông lên được. Cài đặt thấy à? Nhưng mà sao có nhân viên y tế mình bị hả? Thầy ơi, xem cái này, cái ô cái biểu tượng thứ hai đấy, thầy ấn vào cái biểu tượng thứ hai trên cùng góc trái màn hình. Đấy, căn tin nó sơ này. Đây có vẻ là căn tin biểu tượng thứ hai trên góc trái màn hình, thầy ấn được. Lại trong cái không sành. Trái của mình có biểu tượng thứ hai, thầy ấn vào được. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy. Ừ, thì ông thấy chưa? Thì hiện tại mình thấy chưa? Chưa thấy. Thấy rồi ạ. Chưa thấy này ơi. Cần đi nước ở trên. Nếu khó cài đặt quá thì thầy ấn từng slide, không cần sâu lên nữa. Dạ rồi, được ạ. Bây giờ vậy mình có thấy không ạ? Không thấy. Nghe bác sĩ nói nhỉ. Ừ? Không, em đi đâu ấy? Em đi xuống này. Sao lại xuống nữa? Em đi. Chả biết trợ lý của ông thầy này. Thầy bấm vào từng slide ạ. Thử chuyển slide bên thầy thử thầy. Được rồi thầy ạ. Bấm vào từng slide màn hình hơi nhỏ một tí cũng được. Thầy chuyển slide được không thầy? Thầy khỏi cần full slide, thầy ra ngồi rồi thầy chuyển từng slide cũng được thầy. Ủa bây giờ các bạn có thấy gì không? Không thấy gì. Thấy slide 14 gì đâu. Vâng, đang ở slide 14 ạ. Thầy ấy thầy cứ nói đấy ạ, để em trình chiếu slide bên đây cho ạ. Còn ai nữa? Thầy có nghe thấy gì không ạ? Em thấy kéo này. Xuống dưới ngay chỗ cái slide mà tôi đang nói mới được. Rồi, cảm ơn em. Đây nhá. Cái này mọi người có thấy không ạ? Dạ không thể. Thầy ơi, thầy tắt cái xe slide của bên thầy đi nhá, để em chỉnh chiếu ở đây được không? Dạ vâng. Rồi, thấy được chưa? Vâng ạ. Thầy ơi, cái đoạn này có phải không ạ? Tiếp tục đi em. Khanh này, con này nó giỏi.
Đây đúng không thầy? Phần mềm. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn. Vâng, thế thầy cứ nói đi rồi em chỉnh chiếu slide giúp thầy ạ. Rồi, bây giờ tiếp tục ạ. Từ trực tuyến tiếp slide cái ạ. Không là ông mẹ. Giáo sư tiến sĩ ông cậu ông mẹ. Hiện tại không thấy gì ạ. Con bé này nó chiếu đó rồi. Hiện tại bên phía tôi không thấy gì, để chỉ thấy cái để Galaxy Z7 gì rồi của ai đó không biết. Thầy mở cái hình slide của thầy ấy, thầy cứ nói thôi, còn em sẽ trình chiếu bên slide này ạ. Rồi, ok. Cảm ơn bạn. Không, tôi tắt tiếng đâu. Rồi bây giờ tôi nói tiếp nha các bạn nha. Thì một trong những cái thiết bị mà chúng ta sẽ dùng để thở HFNC mà nó tiên tiến hơn cái bộ trộn hồi nãy của Nhi Khoa chút xíu đó, thì đó nó gọi là oxygen air oxygen blender, tức là một cái mixer nó trộn giữa oxy và khí nén. Thì chúng ta thấy là cái này nó có một cái ưu điểm á, là chúng ta có thể cài đặt FiO2 trực tiếp ở trên cái bộ trộn khí luôn, đúng không ạ? Chúng ta có thể cài đặt FiO2 30, 40, 50, 60, 70, 80 gì đó, chúng ta muốn cài đặt bao nhiêu dạ, chúng ta dạ, cài. Dạ, xin lỗi thầy ơi, bây giờ thì chỉ thấy hình thầy thôi, không thấy slide nữa hả? Chị ơi, chị đặt cái màn hình trong bên cạnh ấy, sẽ thấy cái của các bạn chia sẻ đấy ạ. Mọi người ơi, mọi người pin hộ em cái hình của công ty Patco lên ạ, mọi người tìm hộ em ạ. Ô, tìm. Bây giờ có thấy gì không ạ? Dạ thấy rồi thầy. Dạ thấy rồi thầy. Trời ơi khổ quá. Bây giờ thấy rồi phải không ạ? Alo. Dạ thấy rồi thầy. Dạ thấy rồi. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Ở đây chúng ta thấy là cái mixer của mình á, thì nó sẽ có cài đặt từ nồng độ oxy từ 21 cho tới 100%. Tuy nhiên cái lưu lượng kế phía bên hông này các bạn thấy là rất là đặc biệt. Thì nó không phải là một cái lưu lượng kế thở oxy bình thường, các bạn biết nha. Cái lưu lượng kế thở oxy bình thường đó chúng ta thấy là từ 0 cho tới 15 lít phút thôi. Còn cái lưu lượng kế mà để thở HFNC này nó phải đến 60 lít phút lận, 60 hoặc thậm chí 75 lít phút nữa. Và cái bộ trộn này nè, thì nó sẽ cắm vô cái e và oxy tường. Tức là chúng ta phải làm ở một bệnh viện lớn, một bệnh viện hiện đại, nó có hệ thống oxy e tường chúng ta mới cắm được. Tại vì sao? Tại vì cái áp lực của nó phải chuẩn là bằng 50 PSI. Nếu mà áp lực nó không chuẩn, nó không đủ 50 PSI á, thì nó sẽ hú rất là cái tiếng rất là lớn. Cho nên mặc dù cái này nó rất là hiện đại, nó không có cần phải tính toán tỷ lệ giữa e với oxy để tính ra FiO2 giống như cái thiết bị hồi nãy đó. Tuy nhiên thì cái này thì nó có cái khuyết điểm là nó phải có hệ thống LC rất là ổn định, cho nên các bệnh viện mà nho nhỏ đó, hoặc là những cái nơi mà những bệnh viện giải chiến thì chắc chắn là không có xài được. Thì đó là cái thiết bị đơn giản đó, nó có một cái khuyết điểm là nó không có cái nguồn khí nén, nó không có nguồn khí nén, nó không tạo được nguồn khí nén, cho nên là cái nơi nào muốn áp dụng cái hệ thống mà HFNC mà đơn giản giống như nãy giờ tôi nói đó thì bắt buộc phải có nguồn khí nén. Thì như vậy thì làm khó cho bác sĩ ở trong mùa dịch. Rất nhiều bệnh viện chúng ta lấy những cái khoa thường, những cái khoa bình thường đó, những khoa bình thường thì nó không có nguồn khí nén đâu, thì để thành lập những cái khoa mà để điều trị bệnh nhân COVID, vậy thì cái sử dụng cái này không được. Bây giờ chúng ta thêm một cái thiết bị thứ hai nữa là phải có cái thiết bị làm ấm và ẩm. Thì tại sao thiết bị làm ấm và ẩm? Các bạn biết là một cái người thở lưu lượng cao như vậy đó, thì cái lưu lượng mà người ta cung cấp người ta tới 30, 45 hoặc là 60 lít một phút nó rất là lớn. Nếu mà thiết bị này không có làm ấm ẩm thì cái dòng oxy khô này sẽ làm cho cái người bệnh rất là khó chịu. Thành ra thử ra là cái phương tiện làm ấm ẩm rất là quan trọng. Vì chúng ta có hai cái loại làm ấm ẩm, một loại làm ấm ẩm mà không có cái dây luồn ở trong, nó gọi là không có heat wire đó, nó không có xài được. Không xài được cái thiết bị mà làm ấm mà không có heat wire nha.
bắt buộc phải có heat wire thì mới được, thì nó mới đủ cái độ mà ấm để cho người bệnh. Thì những cái thiết bị đó thì sẽ đi kèm với cái bộ dây, thường thường là chúng ta ráp vô trong bộ dây đó thì nó có cái, đã có cái dây điện trở luôn ở trong rồi. Đó. Thì chúng ta có thể xài cái MR810 hoặc là MR370, 850 cũng được. Slide sâu mà bây giờ chả thấy đây. Rồi các bạn có thấy không ạ? Thấy. Hello. Rồi. À, thứ ba là cái giao diện, thì cái này cũng khá là nổi tiếng đó. Thì chúng là chúng ta muốn cho một cái người bệnh mà thở cái HFNC chúng ta phải có giao diện nasal cannula. Thì ở người lớn thì chúng ta dùng cái loại này, còn ở con nít thì chúng ta dùng cái ram cannula thông thường thôi. À, cái thứ hai mà tôi muốn giới thiệu các bạn là cái những thiết bị mà nó sẽ tạo cái lưu lượng cao để chúng ta dùng một cái hệ thống HFNC. Thì tôi cũng xin nói vậy, tức là hiện tại trên thị trường đó thì có rất nhiều cái thế hệ máy khác nhau mà nó có thể tạo được cái lưu lượng này. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cái Inspired Oxygen Flow. Đây là một cái thiết bị mà nó sẽ tạo được cái oxygen, xin lỗi, cái HFNC, nhưng mà chúng ta không cần cái nguồn khí nén. Thì đây các anh chị thấy là đây là cái máy chính. Cái máy chính là ở đây. Thì trên cái máy chính nó có một cái thiết bị làm ấm ẩm luôn. Và thầy ơi, chúng ta... Không chạy, thầy à. Slide 19 hả? Thầy ơi, không có chạy. Slide đang dừng, thầy không có chạy. Nó không có chạy thầy ơi. Xem rồi, một cái okay. Slide của công ty mà. Bây giờ thấy cái slide đó không ạ? Dạ thấy rồi thầy ạ. Dạ thầy. Rồi thấy, nhưng mà thấy mẹ này, các bạn chịu khó nhìn cái hình nhỏ nhỏ tí được không? Dạ nhìn dạ, được thầy ơi, nhưng mà nó cứ đứng yên màn hình, nó không có nhảy sang hình tiếp theo thầy ạ. À. Mọi người ơi, mọi người hộ em là mọi người tìm công ty bắt tao hộ em với. Nó sẽ có slide cho mọi người xem đấy ạ. Tìm công ty bắt cô ở đâu em? Ngủ ở đâu? Eo mẹ, nhảy ở đâu vào xong. Nhảy ở đâu vào? Bên là thấy công ty bắt tô đấy. Dạ alo mấy anh chị, nhìn ở phía dưới có cái chữ participant 414 á mấy anh chị. Mấy anh chị bấm vào đó sẽ có danh sách những người tham gia. Rồi mấy anh chị nhìn bên phải có danh sách người tham gia thì sẽ có công ty Batco mấy anh chị. Dạ mấy anh chị nghe em nói không nhỉ? Dạ có. Dạ mấy anh chị thấy công ty Batco chưa? Dạ thấy rồi. Đâu ui xong mình nhảy vào. Rồi mấy anh chị bấm chữ mo rồi bấm chữ pin giùm em nghe mấy anh chị. Mấy anh chị rà chuột thấy công ty Batco á. Rồi được chưa ạ? Rồi được rồi, cho mình cảm ơn em ơi. Dạ, dạ. Chị thì tôi có còn cần phải xe nữa không? Chắc là khỏi xe nữa đúng không ạ? À? Vâng, thì thầy cứ nói đi ạ. Dạ, thầy cứ tiếp tục thầy, rồi chị bên bắt cô sẽ chỉnh slide giùm thầy. Dạ. Rồi. Bây giờ bạn sẽ đưa tới cái slide mà cái máy HFNC Inspired Oxygen Flow đó. Thì tôi xin giải thích chút xíu. Tức là cái máy này đó thì nó hơn cái hệ thống hồi nãy là cái gì? Thứ nhất là nó có một cái tuốc pin khí để mà tạo ra được cái lưu lượng khí nén. Đúng không ạ? Thứ hai nữa là ở trong bên trong máy thì nó có cái thiết bị làm ấm ẩm luôn. Và cái người mà công ty cung cấp đó, người ta sẽ cung cấp cho mình cái bộ dây. Thì cái bộ dây này nó đã có sẵn cái điện trở ở trong sẵn rồi, và người ta cũng cung cấp luôn cái nasal cannula để ta gắn vào mũi bệnh nhân. Thì về mặt cài đặt đó thì mình vô màn hình điều khiển mình sẽ thấy có ba cái thông số sau đây mà mình theo tôi nghĩ là các bạn phải biết cách cài đặt mới được. Cái thông số quan trọng thứ nhất á là cái lưu lượng bao nhiêu lít phút. Thì đối với lại một người lớn bình thường mà siêu hấp như là COVID-19 đó, thì chúng ta sẽ cho cái lưu lượng từ 30 cho đến 60 lít. Ha. À, thứ hai là cái nồng độ oxy mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Thì cái nồng độ oxy này đó thì thứ nhất là nó sẽ lấy một cái nguồn khí nén đó từ cái lưu lượng của cái máy mà nén khí ở trong cái mà chúng ta đang sử dụng. Thứ hai nữa là nó sẽ được cung cấp cái oxy từ bên ngoài. Các bạn nhớ nha, thì bất kể cái máy HFNC của hãng nào
thì chắc chắn là nó cũng đều cần một cái nguồn oxy từ bên ngoài. Hôm qua hôm kia gì đó thì có một bạn trao đổi với tôi là không biết có cái cọng dây gì đó nó dư dư ra đây, thì chính cái cọng đó là cái cọng mà để cắm vô cái nguồn oxy đó. Như vậy thì những bạn nào mà ở những cái bệnh viện lớn chúng ta có oxy tường thì cái thiết bị nó sẽ cắm vô oxy tường. Còn nếu mình ở bệnh viện giã chiến thì mình sẽ nói kết nối oxy bình. Cái đó là cái nồng độ oxy. Và cái thứ ba nữa là các bạn sẽ cài đặt cái nhiệt độ của cái khí cung cấp cho bệnh nhân. Cái đó cũng là rất là quan trọng. Thì về các thiết bị này thì tùy theo hãng mà người ta sẽ hướng dẫn mình cái cách để mà mình lắp ráp, để mà mình cài đặt khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên thì những cái đó thì là những cái chuẩn rồi. Tức là chúng ta có 3 thông số mà chúng ta cần phải cài. Một thông số thứ nhất là lưu lượng chung của cái thiết bị. Thứ hai là FiO2. Và thứ ba là cái nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ thông thường chúng ta sẽ cài 37 độ. Ở đây thì các bạn lưu ý tôi một chuyện đó là xin em kéo xuống tới cái bảng tính nồng độ oxy. Xin em kéo xuống tới cái bảng tính nồng độ oxy thì chúng ta thấy là đối với cái bảng tính nồng độ oxy này đó thì cái cột ngang là lưu lượng chung. Chúng ta thấy ở đây có số là 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Đó là tối đa là 60 lít một phút, tức là lưu lượng chung là 60 lít một phút. Cái cột dọc là lưu lượng oxy. Ở đây chúng ta thấy lưu lượng oxy có thể là 2, 4, 6, 8, 10. Thì cái ô giữa của cái bảng đó chính là FiO2. Tôi lý dụ như một bạn nào đó chọn một cái lưu lượng chung là 60 lít một phút ở bên này, nhưng mà bạn vặn 20 lít oxy thì bạn kéo ở đây thì thấy là nồng độ oxy khoảng 47%. Thì đó là cái mà FiO2 mà chúng ta cung cấp cho bệnh nhân. Như vậy thì cái lưu lượng oxy không bao giờ mà cao quá cái mức lưu lượng chung, là tại vì lưu lượng chung thì nó còn khí nén trong đó nữa rồi. Các bạn hiểu không ạ? Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái lưu lượng oxy là nó bao giờ nó cũng nhỏ hơn lưu lượng chung. Còn khi mà các bạn đặt cái lưu lượng oxy mà các bạn vặn vô đó mà nó bằng cái lưu lượng chung luôn thì lúc đó nồng độ oxy FiO2 chúng ta sẽ là 100%. Tuy nhiên thì cũng không cần thiết là phải cao như vậy, đúng không ạ? Bây giờ tôi xin nói một cái chút xíu về cái mode thở HFNC mà trên một số máy thở. Thì thực tế ra đó thì có một số máy thở ở trên thị trường chúng ta là hiện tại bây giờ thì đã có mode gọi là Oxygen Therapy hay là HFNC luôn. Thì chẳng hạn như là máy R860 nè, rồi máy Rager nè, một số cái thế hệ máy mới, hoặc là thậm chí bên Servo, Market Servo, Servo E gì đó, thì nó cũng có những cái dòng máy mà đã có những cái chế độ nó gọi là HFNC trong đó. Thì đương nhiên là máy thở mà nó có HFNC thì quá tốt rồi. Thì nó chỉ là một cái mode. Ngoài ra thì máy thở nó còn rất nhiều mode khác, thì chúng ta cũng có thể cài đặt được hai cái thông số cơ bản, đó là thông số thứ nhất là lưu lượng là bao nhiêu lít một phút nè, và thứ hai là FiO2 là bao nhiêu phần trăm. Cái đó là trên máy thở nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái rất là quan trọng, đó là cái ứng dụng của cái HFNC trên lâm sàng. Thì như hồi nãy bác sĩ Sơn cũng đã nói sơ qua đó, thì cũng tôi cũng xin nói tới cái lưu đồ. Cái lưu đồ này thì các bạn nhờ tổ admin kéo xuống tới lưu đồ xử trí siêu hấp trong bệnh nhân COVID-19 đó, thì chúng ta sẽ thấy như thế này, là một bệnh nhân COVID-19 mà siêu hấp đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở những cái phương tiện cung cấp oxy qua oxy cannula, qua mask thường, rồi mask túi dự trữ. Thì cho đến khi mà chúng ta cung cấp oxy qua mask túi dự trữ mà bệnh nhân vẫn còn cái triệu chứng thiếu oxy, tức là SpO2 bệnh nhân dưới 90%, thì coi như chúng ta có chỉ định HFNC rồi đó. Tức là khi chúng ta sử dụng một phương tiện cung cấp cái nồng độ oxy là khá là cao rồi, cho đến khoảng từ 60-90% rồi, mà bệnh nhân vẫn còn cái triệu chứng thiếu oxy máu, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở HFNC. Tuy nhiên thì các bạn cũng nhớ rồi, HFNC là cũng không phải là cái phương tiện gì mà gọi là rất là cao cấp, rất là hiện đại để mà cứu hết được hết tất cả bệnh nhân, cho nên chúng ta phải lựa những bệnh nhân nào đó mà nó còn có khả năng
mà có thể hỗ trợ HFC được. Còn những bệnh nhân mà quá khả năng HFC rồi đó, thì chúng ta phải đặt nội khí quản. Như vậy thì những bệnh nhân mà thở HFC phải không có những triệu chứng là chẳng hạn như là thở hước, hoặc là bệnh nhân có thở ngược bụng ngược chiều, bệnh nhân có rối loạn tri giác, bệnh nhân có rối loạn huyết động, hoặc là bệnh nhân có những cái chỉ số như là P trên F mà dưới 150 chẳng hạn, hay đó là những cái bệnh nhân mà chúng ta không nên lựa vô cái nhóm mà chúng ta cho bệnh nhân cái chỉ định HFC. Cái thứ hai nữa là chúng ta bắt đầu HFC thì khoảng bao nhiêu? Cái câu trả lời đó là chúng ta thường thường là chúng ta nên bắt đầu một cái HFC đối với bệnh nhân mà thất bại với oxy đó, chúng ta sẽ bắt đầu bằng lưu lượng khoảng từ 40 cho tới 60 lít một phút, chứ chúng ta đừng có cho thấp thấp, nó không hiệu quả đâu. Còn FiO2 thì chúng ta có thể bắt đầu khoảng chừng 60, thậm chí có thể bệnh nhân mà nặng quá có thể cho tới 100% cũng được. Và cái thời gian chúng ta quan sát giai đoạn đầu đó là trong vòng 2 giờ. Tức là trong vòng 2 giờ chúng ta phải quan sát rất là chặt chẽ cái người bệnh đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì người ta thấy là cái HFC đó mà thất bại đó, thường thường là thất bại trong vòng 2 giờ đầu. Đó. Thì cuối cái 2 giờ đó thì các anh chị chính tính giùm tôi cái chỉ số ROC. Chỉ số ROC là gì ạ? Là SpO2 chia cho cái tích số của tần số thở và SpO2. Tôi lấy ví dụ như là một bệnh nhân sau khi thở HFC được 2 giờ rồi thì cái tần số thở của bệnh nhân là 32 lần phút. SpO2 bệnh nhân đạt được là 92% với SpO2 lúc đó là 0.4. Thì lúc đó chúng ta chính tính ra cái chỉ số ROC đó, thì tức là chúng ta tính ra được là 32 nhân cho 0.4, rồi sau đó thì chúng ta lấy 92 chia cái tích số đó thì mình ra được khoảng 7 mấy điểm đó. Thì 7 mấy điểm là một số điểm là khá là an toàn. Tức là khi chúng ta nhìn vô cái thanh này, chúng ta thấy là những cái người bệnh mà nếu mà trong 2 giờ sau khi thở HFC mà cái chỉ số ROC này mà lớn hơn 4.88 đó, thì đa phần á là sẽ gọi là thành công, cái khả năng đặt nội khí quản rất là ít, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục cho bệnh nhân thở HFC. Còn nếu mà ở thời điểm 2 giờ sau khi thở HFC mà chỉ số ROC này mà nó thấp hơn 2.85 là hầu như là gọi là thất bại, và chúng ta phải đặt nội khí quản ngay. Còn những bệnh nhân mà ở khoảng giữa, tức là từ 2.85 và 4.88 đó, chúng ta có thể là phải hội chẩn những cái kiếp trực đó để coi coi bệnh nhân này có cần đặt hay không. Đại khái là vậy. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa đó là như hồi nãy bác sĩ Sơn cũng đã nói, cái HFC này á, nếu mà chúng ta phối hợp với một cái việc là nằm sấp mà thở HFC thì nó sẽ đáp ứng, cái tỷ lệ đáp ứng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái việc nằm sấp này nó hoàn toàn khác cái nằm sấp mà thở máy. Ở chỗ là gì? Nằm sấp thở máy á, thì chúng ta phải xây cho bệnh nhân sang nằm sấp mà để tư thế nằm sấp trong vòng ít nhất là 16 tiếng đồng hồ trong 24 tiếng. Còn nằm sấp mà của HFC đó là nằm sấp mà tự nằm sấp, tức là người bệnh đó hoàn toàn tỉnh táo, người ta tự xoay qua nằm sấp. Và mỗi phiên nằm sấp thì chừng 2-3 tiếng đồng hồ rồi người ta có thể nằm ngửa lại hoặc người ta có thể nằm nghiêng, tùy người ta. Nhưng mà nếu mà HFC mà phối hợp được với nằm sấp thì cái khả năng mà thành công nó sẽ cao hơn. Cái tiếp mà tôi muốn nói cho các bạn đó là cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Thì trong cái những cái thiết bị HFC mà chúng ta sử dụng ở hiện tại giờ đó, thì chúng ta sử dụng cho cái bệnh nhân COVID. Các bạn nhớ là bệnh nhân COVID là một cái loại bệnh mà cái khả năng mà sẽ lây lan cái con siêu vi đó cho cái người làm dụng cụ. Cho nên là chúng ta nhớ là tất cả những thiết bị hô hấp của bệnh nhân COVID đó thì chúng ta sẽ hủy bỏ sau khi sử dụng. Thì các thiết bị mà chúng ta sẽ hủy bỏ sau khi sử dụng thì bao gồm có gì? Thứ nhất là cái bộ dây mà thở HFC ha. Thứ hai đó là cái bình làm ẩm mà thường ngày mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân thở máy đó, là bình làm ẩm mà hấp lại được đó. Thì bây giờ khi sử dụng HFC chúng ta sẽ sử dụng cái buồng làm ẩm mà chúng ta chỉ xài một lần thôi, và chúng ta xài xong chúng ta hủy. Và thứ ba là cái gọng mũi, tức là cái gọng mà chúng ta gắn vô mũi, cái nasal cannula đó, thì chúng ta cũng phải hủy bỏ sau khi sử dụng. Thì thông thường cái thời gian mà sử dụng những cái thiết bị này từ 7 cho tới 14 ngày đó là chúng ta phải thay thế, và chúng ta sẽ hủy bỏ. Đặc biệt cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là cái nước mà chúng ta nhỏ giọt vô để mà cho bệnh nhân HFC mà thở á, thì chúng ta phải dùng nước cất vô trùng.
chúng ta không có thể dùng những cái nước khác, tại vì nước cất vô trùng nó giúp giảm được cái tỷ lệ viêm phổi bệnh viện rất là nhiều. Các bạn không có dùng cái nước thường hàng ngày, chúng ta sử dụng như là nước nước ở vòi nước hay là nước khác ha. Cái đó là cái rất là quan trọng để mà chống nhiễm khuẩn. Cái phần của tôi thì hôm nay nó quá nhiều trục trặc, cho nên tôi xin lỗi các bạn vì cái cái khả năng kỹ thuật của tôi nó kém quá. Thì bây giờ thì cái bài nói tôi thì tạm thời chấm dứt ở đây, và tôi sẽ nghe các câu hỏi thảo luận của các bạn. Xin chào các bạn. Xin mời mọi người đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Tuấn, xin cảm ơn cái bài trình bày rất là chi tiết và rất là hữu ích của thầy. Và đến phần tiếp theo là tôi xin giới thiệu và mời tất cả các cái câu hỏi của các cái bạn đồng nghiệp tham gia vào chương trình. Thì ở đây tôi các bạn có thể đặt câu hỏi trên nền tảng Facebook hoặc là các cái phần mà chat mà trên cái phần mềm mà chúng ta đã có sẵn, thì các bạn có thể gửi câu hỏi đến ban tổ chức. Và trong cái thời gian mà các bạn đang chờ thì tôi cũng rất muốn mời một bác sĩ rất là kinh nghiệm về hồi sức của chúng ta, là xin mời bác sĩ Vương, là đến từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ Vương hiện nay đang tham gia trực tiếp ở trong vùng tâm dịch. Anh cũng sẽ chia sẻ với chúng ta về cái áp dụng HFNC trên bệnh nhân COVID tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ Vương, anh đã lên chưa ạ? Lên sóng chưa anh Vương ơi? Vâng, xin chào thầy Sơn. Vâng, xin chào anh, xin mời anh. Vâng, có những cái chia sẻ gì, anh đang ở đâu và anh đang phục vụ cho cái bệnh viện Gò Vấp đúng không ạ? Bệnh viện Gò Vấp thì có bao nhiêu bệnh nhân, rồi số lượng của bệnh nhân nặng là bao nhiêu, và anh đã có thể chia sẻ giúp cái kinh nghiệm mà anh thử sử dụng HFNC trên cái bệnh nhân đó. Và tôi thấy là trong các trung tâm ở Sài Gòn, những cái bệnh viện dã chiến có vẻ như là Gò Vấp là ít chuyển bệnh nhân lên bệnh viện IC 1000 giường, đúng không anh Vương nhỉ? Vâng, xin chào thầy Sơn, chào thầy Tuấn và xin chào tất cả các anh chị đồng nghiệp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Vương ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thì bắt đầu từ ngày 13 vào tăng cường cho bệnh viện quận Gò Vấp. Về cái sử dụng HFNC thì tôi cũng xin comment một số nội dung trong cái phần điều trị bệnh nhân COVID. Bệnh nhân, tôi nghĩ là bệnh nhân điều trị bệnh nhân COVID bằng HFNC thì nó cũng tùy theo bệnh viện và tùy theo điều kiện của từng bệnh viện, từng nơi một. Thì tôi giới thiệu sơ qua một chút là bệnh viện Gò Vấp là bệnh viện thuộc tuyến quận, đã chuyển đổi công năng sang điều trị COVID. Thì bệnh viện thì hiện tại điều trị hơn 300 bệnh nhân COVID, chủ yếu là bệnh nhân nặng, bệnh nhân có bệnh nền. Bệnh viện hiện đại tại thì cũng như thầy Tuấn nói đó, bệnh viện là có cái hệ thống oxy trung tâm rất là tốt. Hiện tại bệnh viện là có khoảng trên 40 máy HFNC. Tại khoa hồi sức và khoa cấp cứu thì cái số giường bệnh là khoảng 40 giường. Thì ngoài cái số 40 máy HFNC thì ở đây thì cũng có khoảng gần 20 máy thở xâm nhập và phong xâm nhập. Cái lượng bệnh nhân ở đây thì chúng tôi bệnh nhân cũng là cũng đông, và bệnh nhân thì như thầy Sơn nói thì chúng tôi cũng giữ bệnh nhân này điều trị là chủ yếu, thì cũng hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, bởi vì là giai đoạn này chuyển cũng rất là khó khăn, và bệnh nhân không muốn chuyển thì cũng khó khăn trong vấn đề vận chuyển. Về điều trị bệnh nhân COVID sử dụng HFNC thì chúng tôi có mấy ý kiến sau đây. Ý kiến thứ nhất thì cũng báo cáo với thầy là qua cái thời gian gần một tháng điều trị cho bệnh nhân thì tôi có một số ý kiến. Ý kiến thứ nhất là có lẽ là chúng ta với cái bệnh viện Gò Vấp hiện tại như chúng tôi thì chúng tôi chỉ định cái HFNC rất sớm. Em xem tổng số bao nhiêu người theo dõi trên các nền tảng, anh đã có nói rồi. Bệnh nhân phải cho thở máy HFNC rất sớm, bởi vì như này, như thầy Tuấn có nói, chúng ta từng có cái mức độ thở oxy, từ thở oxy kính đến thở oxy mát, mà thở oxy mát có túi. Thì theo chúng tôi và chúng tôi cũng thống nhất ở trong này thì khi bệnh nhân mà phải thở oxy mát có túi trên 10 lít, bệnh nhân có thở nhanh là chúng tôi chuyển sang thở HFNC luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì thầy Sơn cũng có nói là thở HFNC nó cũng có một số biến chứng. Nhưng tuy nhiên đến nay cũng khoảng một tháng rồi chúng tôi thở máy trên bệnh nhân COVID thì cũng chưa có ca nào có biến chứng cả. Thứ ba thì sáng nay chúng tôi cũng có đi buồng, thì
theo dõi một số bệnh nhân thì bệnh nhân thở HFMC nói chung bệnh nhân hợp tác rất là tốt, bởi vì là ngoài những cái đặc điểm của HFMC mà các thầy đã giới thiệu thì khi bệnh nhân sử dụng thì bởi vì chúng ta biết là bệnh nhân COVID thì bệnh nhân không có người nhà nên nhân viên y tế đều phải chăm sóc cả, cho nên là với những bệnh nhân mà còn tự ăn được đường miệng ấy, thì bệnh nhân thở HFMC thì rất là tốt và bệnh nhân đảm bảo như ăn được. Về HFMC thì chúng tôi có mấy cái ý kiến nó cụ thể như sau. Thì với những bệnh nhân mà phải thở HFMC thì ngoài cái chuyện là chúng ta cần phải chỉ định thở máy sớm cho bệnh nhân, bởi vì khi mà chúng ta thở máy sớm thì chúng ta giảm cái lượng bệnh nhân là phải chuyển đến ICU, chuyển đến tích cực, hồi sức tích cực. Thì ở trong này thì chúng tôi cũng thống nhất với cả ban lãnh đạo bệnh viện thì ở các khoa mà chỉ có cần có phòng cấp cứu thôi, ở phòng cấp cứu thì cũng đã triển khai máy thở HFMC tại phòng cấp cứu ở các khoa để giảm tải cho hồi sức và cấp cứu, bởi vì bệnh nhân đến hồi sức và cấp cứu rất là nhiều thì không đủ khả năng trang thiết bị và con người để chúng ta áp dụng. Cho nên là những bệnh nhân ở những khoa bệnh nhiệt đới, bệnh nhân ở những khoa nội nói chung thì đã triển khai HFMC đó, bởi vì như các thầy đã biết sử dụng HFMC rất là dễ. Những cái bác sĩ nội khoa thông thường chúng ta đã tập huấn sau khoảng nửa tiếng là chúng ta đã biết sử dụng rồi, và hướng dẫn cũng một vài lần theo dõi được ngay khi bệnh nhân nặng, anh Thanh liên hệ với hồi sức sớm thì triển khai thở máy HFMC sớm ở các khoa, ở các phòng cấp cứu của các khoa khác ngoài khoa hồi sức và khoa cấp cứu. Đấy là cái áp dụng ở trong này. Cái thứ hai là khi mà bệnh nhân thở HFMC thì bởi vì cái đặc điểm của HFMC là chúng ta tăng dòng thở và chúng ta tăng cái nạp ẩm cho bệnh nhân, thế thì chúng ta phải hết sức chú ý đến cái nạp ẩm của bệnh nhân, bởi vì khi mà cái lượng nạp ẩm không đảm bảo thì cái hiệu quả của thở HFMC nó cũng sẽ không cao. Cái hai nữa là chúng ta chú ý là khi thở là khi bệnh nhân mà chúng ta thở máy bệnh nhân thì chúng ta cố gắng là tăng dòng sớm cho bệnh nhân, chứ còn nếu mà chúng ta cứ để cái dòng tối thiểu thì cái hiệu quả của thở HFMC nó sẽ không cao lắm. Và chúng ta luôn luôn chú ý là tăng dòng, chúng tôi quan điểm là sẽ tăng dòng trước khi tăng oxy ở cùng một cái thang điểm, thang ở cái bảng, nhưng mà thầy Tuấn đã có ý kiến ấy, thì lúc nào cũng quan tâm đến thang mình tăng dòng hơn trước là tăng oxy. Và một cái nữa thì chúng tôi thấy rằng là để mà sử dụng HFMC hiệu quả nhất thì tất nhiên tùy từng điều kiện của bệnh viện, nhưng mà chúng tôi thấy rằng khi có oxy nén, oxy áp lực ấy, thì sẽ tốt hơn rất nhiều là khi chúng ta phải thở oxy bình, bởi khi đó chúng ta chủ động được cái nồng độ oxy. Đấy là một số ý kiến mà với cái thời gian khoảng gần một tháng thở máy trên bệnh nhân COVID thì cũng có một số ý kiến comment và cũng trao đổi với các thầy, các anh chị, và cũng xin các thầy, các anh chị có ý kiến thêm ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vương ạ. Bác sĩ Vương đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là thực tế trên bệnh nhân mà đang điều trị COVID tại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng tôi cũng có thể cảm nhận được cái màu sắc, cái khí thế chiến đấu của anh Vương ở trong Sài Gòn rất là mãnh liệt. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta có những cái phương tiện đơn giản thôi, có thể áp dụng chủ động cho nhiều bệnh nhân trong một thời gian ngắn, thì chúng ta cũng sẽ giảm thiểu được rất nhiều các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cần phải thở máy, cần phải đặt ống nội quản. Như vậy thì đấy là một trong những cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ là rất là quan trọng khi mà chúng ta phải đối phó với đại dịch. Thế có một cái vấn đề là bác sĩ Vương có đưa ra là như vậy thì cái việc triển khai nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì các cái bạn đồng nghiệp của chúng ta cũng có một số cái câu hỏi liên quan đến cái việc triển khai, mà cũng nhờ thầy Thanh Tuấn cũng có ý kiến luôn. Ví dụ như là các bạn sẽ hỏi là vậy khi chúng ta set up như vậy ấy, thì việc sử dụng các cái nước, nếu mà chúng ta không có nước nước cất thì chúng ta có thể sử dụng nước muối sinh lý có được không? Đấy thì đấy là một trong những cái mà các bạn hỏi, thì xin mời thầy Thanh Tuấn trả lời trước ạ. Cái này thì như thế này, tức là tất cả những cái khoa sử dụng cái nước cất mà để các bạn pha tiêm á, cái nước cất một cái chai 500 ml mà để các bạn pha để pha thuốc đó, thì các bạn lấy cái nước cất đó các bạn đổ vô trong cái bình làm ấm ẩm để mà làm ẩm thôi. Rồi nước cất rất là rẻ à, nước cất đó, hình như tôi nhớ hình như chỉ có 4-5 nghìn một chai 500 ml á.
Thì không không biết tại sao các bạn có một cái chai nước muối mà các bạn lại không có chai nước cất nữa, cũng hơi vô lý. Chắc là mình không đặt mua đó, chứ mình đặt mua thì nó cũng dễ dàng thôi à. Tức là cái chai nước cất mà thường ngày mình dùng cái nước cất để mà pha thuốc, để mà tiêm thuốc cho người bệnh, là cái chai mà mình có thể dùng cái nước cất đó. Còn mình nước muối đó thì tôi cũng không biết chính xác, nhưng mà cái nước muối mình đổ vô trong cái buồng làm ấm ẩm đó, thì nếu mà cái buồng làm ấm ẩm mà có cái đáy bằng kim loại á, thì nó sẽ bị ten, bị rỉ kim loại đó, nó sẽ làm hư kim loại. Còn nếu mà cái buồng làm ẩm mà bằng nhựa, bây giờ mình xài một lần mình vớt đi luôn đó, mình bỏ luôn đó, thì có khả năng là mình có thể dùng cái nước muối được. Nhưng mà thôi, các bạn đừng dùng nước muối à, các bạn nên dùng nước cất vô trùng để mà nước cất pha tiêm đó. Cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn thầy Thanh Tuấn ạ. Theo ý kiến của tôi thì mình biết rằng nước cất thì là một cái cũng rất là đơn giản để chúng ta có thể lấy được. Thực rất nhiều cái hệ thống mình có thể là triển khai được cái bằng nước cất này, đâm ra là cái chuyện nước cất mà sử dụng đấy là một cái gọi là nguyên tắc cơ bản rồi. Thế còn nếu mà mình sử dụng các cái nước khác, ví dụ như là nước muối, thì tôi nghĩ đấy là một cái thực sự là không nên. Bởi vì rõ ràng là khi mà cái lượng muối nó mà mình bốc hơi, nước nó bốc hơi rồi nó tủa xuống ở dưới ấy, thì rất là lớn. Rồi thứ hai là các cái hệ thống mà tiêu chuẩn mà trong cái hệ thống HMNC, người ta có cả cái dây đốt nhiệt ở bên trong, sử dụng hệ thống điện, thì đâm ra là khi mà cái dây nhiệt đấy cầm cái nước muối, có thể là cái tính dẫn điện nó sẽ thay đổi và làm cho cái ảnh hưởng cái nguy hiểm cho người bệnh và cho nhân viên y tế. Đâm ra những cái việc mà sử dụng nước đó thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà được cái hệ thống nước cất, thì cũng đơn giản thôi, và thực tế nó cũng chả mất gì nhiều tiền cả, đúng không ạ? Về mặt kinh tế nó không có khó khăn cho chúng ta. Một trong những cái điều mà thầy Tuấn ạ, khi mà chị triển khai ấy, thì tôi thấy là khi mà chúng ta có nước ấy, thì thừa cũng nguy hiểm, mà thiếu cũng nguy hiểm. Thiếu thì nó làm khô cái bình làm ẩm, nó sưởi liên tục, khí nó đốt nóng cái bệnh nhân lên, mà trong khi đó thì nước không đảm bảo. Thế thì một cái thứ hai là quá nhiều cái nước làm ẩm nó bị giữ ở trên đường ống ấy. Do đó đôi khi mà chúng ta mà không cẩn thận thì nước đó lại đi sọc vào mũi bệnh nhân luôn. Như vậy thì đấy là cái mà trong cái hướng dẫn làm thế nào đó để chúng ta để các hệ thống dây nó phải như thế nào đó để nó tránh được cái hiện tượng mà nước nó có thể đi vào trực tiếp cho bệnh nhân, thì xin thầy Tuấn có ý kiến gì, khuyên cho các lời khuyên gì cho các cái bạn đồng nghiệp của chúng ta trong cái vấn đề là làm thế nào đó chúng ta thiết kế hệ thống dây, sau khi chúng ta set up cái hệ thống làm ẩm tốt rồi, thì khi mà triển khai trên bệnh nhân thì có những cái gì phải theo dõi, rồi đặt các cái hệ thống dây nó như thế nào để tránh cái trường hợp mà một cách gọi là mà không chú gây ra, gọi là không chú ý là nó có thể gây ra nước nó đi vào đường thở của bệnh nhân ạ. Xin mời thầy ạ. Ok. Rồi cái về vấn đề này thì tôi có ý thế này. Các bạn biết là cái hệ thống mà làm ấm mà và làm ẩm đó, thì nó sẽ có cái hai cái nguồn để mà sưởi, hai cái nguồn để mà làm ấm. Một cái là nó sẽ đốt ở phía bên dưới của cái nồi, cái buồng làm ấm ẩm, và một cái nữa là nó đốt nóng do cái sợi dây điện trở mình ta luồn ở trong. Thì đối với những cái bình làm ẩm mà nó có hai cái gọi là hai cái nhiệt kế để mà đo, một cái nó sẽ đo ở lúc mà vừa ra khỏi cái buồng làm ẩm là đo một lần, và một cái là nó sẽ đo ở gần cái chỗ mình kết nối cái nasal cannula đó, thì nó có hai cái sensor để mà đo nhiệt như vậy đó. Thì cái cơ chế hoạt động là như thế này, là đầu tiên cái buồng tạo ẩm đó nó sẽ nâng cái nhiệt độ lên tới khoảng 37 độ lúc mà ra khỏi cái buồng tạo ẩm là 37 độ. Còn cái dây mà gọi là heat wire đó, trong suốt cái sợi dây đó thì nó sẽ nung lên tới 39 độ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong đoạn dây thì nhiệt độ cao hơn là ở trong cái buồng, cho nên là nó sẽ không động nước và nó sẽ không có phụt nước vào trong mũi của bệnh nhân. Các bạn lưu ý ở chỗ đó. Thành thử ra khi mà người ta cấu tạo cái bộ dây mà để cho bệnh nhân thở HMNC đó, các bạn sẽ thấy là không có bẫy nước gì ở trên cái bộ dây đó cả. Nếu mà nó có động nước thì chắc chắn nó sẽ phụt cho mũi bệnh nhân ngay. Các bạn hiểu không? Như vậy thì nếu mà cái hệ thống làm ẩm nào mà nó có hai cơ chế mà làm ấm như vậy, và nó có hai cái nhiệt kế luôn, một cái là ra khỏi buồng làm ẩm và một cái ở cạnh cái cannula mũi bệnh nhân đó, để nó chỉnh cái nhiệt độ, là nhiệt độ ở cái buồng là tới 37, còn nhiệt độ trong dây là 39 đó, thì nó sẽ không có tạo ra được cái nước mà nước ngưng tụ.
Còn những cái loại làm ẩm gì mà nó không có hai cái nhiệt kế ở hai cái đầu đó, như vậy thì nó chỉ đốt nóng thôi, mà nó không biết đốt nóng bao nhiêu, mức độ bao nhiêu, thì có khả năng là nếu mà chúng ta xài đó thì chúng ta có thể nó sẽ tạo cái nước có động và cái nước ngưng tụ đó nó sẽ phụt vào mũi bệnh nhân, gây ra những cái khó chịu nhất định. Và có thể là đó là một cái trong những cái nguyên nhân mà có thể gây ra tăng cái tỷ lệ nhiễm trùng đường lên. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Tuấn ạ. Đấy là thực tế là nhiều khi chúng ta thấy là nếu như cái hệ thống mà tốt ý, thì nó sẽ đảm bảo được những tiêu chí như thầy Tuấn vừa nói, tức là hệ thống mà phản hồi hay là feedback của các cái cảm biến nhiệt, các cái đầu đo nhiệt độ nó rất là quan trọng trong cái vấn đề chúng ta duy trì cái nhiệt độ làm ẩm. Và nhờ cái nhiệt độ làm ẩm trên cái đường thở đó, nó sẽ giữ nước ở cái trạng thái là không quá bão hòa, tức là cái độ ẩm tương đối của nó không cao, thì lúc đó thì nó mới giữ nước, nó mới giữ được. Nếu độ ẩm nhiệt độ mà lại giảm xuống thì độ ẩm tương đối nó lại lên 100% là ngay lập tức nó sẽ đọng nước. Đấy là cái nguyên tắc rất cơ bản về mặt chuyển động khí và nước và hơi ẩm. Thế thì khi mà nó đạt được cái tiêu chí là tiêu chuẩn như vậy, thầy Tuấn ạ, thì chắc chắn là không có vấn đề gì xảy ra, tức là cái hệ thống dây đầu tiên ấy, nhưng mà rất nhiều cái cơ sở của chúng ta là phải sử dụng lại cái dây thở. Thế là chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp là cái dây thở đó nó sẽ không được tiêu chuẩn, được các cái đầu nhiệt nó không được tiêu chuẩn nữa, thì nó dẫn đến hiện tượng đọng nước. Và lúc đó thì anh em chúng tôi cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề là quyết định tiếp tục là bật bình đốt lên hay là tắt cái bình đốt đi. Và nhiều cái trường hợp là nó cái nó quá nhiều nước, thế làm ra lại phải tắt cái bình đốt đi. Như vậy thì cái hiệu quả làm ẩm ở trong cái hệ thống HVAC của chúng ta đã giảm đi, gọi là không còn một cái gì cả, nó chỉ đúng bằng cái nhiệt độ phòng thôi, cái hơi ẩm nó chỉ đúng bằng nhiệt độ phòng. Như vậy cái giá trị nó rất là thấp. Thì đấy là một số cái chuyện trong thực tế lâm sàng chúng ta phải gặp những cái tình huống như vậy. Một số các cái câu hỏi của bạn đồng nghiệp liên quan đến việc thay dây thở đấy, thì ví dụ như là nó có vấn đề gì đó thì cần phải thay cái dây mới, đúng không ạ? Hoặc là bao nhiêu lâu thì phải thay dây, thì xin mời thầy Tuấn cho ý kiến của thầy về cái kinh nghiệm của mình ấy, và cũng như là cái hướng dẫn của mình về cái việc mà thay cái dây của cái HFNC. Ví dụ như nó sẽ có hai thầy Tuấn nói. Cảm ơn câu hỏi đó. Cảm thấy đốt nhiệt. Hai là cái canina của mũi. Con xin mời thầy. Bây giờ như thế này, chúng ta nếu mà để cho đơn giản là chúng ta thay tất cả các hệ thống dây với lại cái canula mũi một lần, chúng ta quy định số ngày. Thì cho đến hiện tại đó thì các bạn biết là ở tại những bệnh viện mà nó tương đối lớn đó, thì cái thời gian mà xài một dây máy thở đó, là đã là một tuần hoặc là hai tuần rồi. Thì đối với HNC đó thì chúng ta có mấy cái điểm như thế này. Điểm thứ nhất là chúng ta có thể xài nó trong vòng khoảng 2 tuần không cần thay, và khi nào bệnh nhân đáp ứng tốt rồi đó chúng ta vứt bỏ luôn. Tại vì một cái quá trình điều trị của một bệnh nhân COVID đó, thì nó cũng khoảng 2 tuần đổ lại thôi, chứ không có nhiều hơn. Hoặc là bệnh nhân sẽ được cai HNC, hoặc là bệnh nhân sẽ được đặt nội quản thở máy, rồi ta vứt luôn. Thì như vậy thì nó phù hợp. Tuy nhiên á thì nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vào cái những cái giai đoạn này đó thì rất là căng thẳng, một cái supply, tức là một cái nguồn cung cấp những cái thiết bị đó có thể là nó sẽ bị hụt đi. Hụt đi là sao? Thí dụ như bệnh viện như Gò Vấp của bác sĩ Vương đó, ví dụ giả sử một ngày thở mấy chục bệnh nhân vậy đó, thì bây giờ mình đầu tiên mình mua máy thì mình được trang bị 100 bộ dây, nhưng mà trong vòng nửa tháng mình lại hết rồi. Mình kêu cái người mà cung cấp thì người ta nói là đang đặt ở nước ngoài chưa về tới chẳng hạn. Vậy thì đôi khi các bạn sẽ nghĩ đến cái việc đó là các bạn có xài lại được những cái mà mình đã xài cho bệnh nhân cũ hay không. Thì tôi cũng xin nói thế này là khi mà chúng ta hấp lại cái thiết bị mà đã xài cho cái người bệnh đó, thì đối với người bệnh bình thường thì ok, nhưng mà đối với người bệnh COVID thì rất là nguy hiểm. Nó sẽ gây lây nhiễm cho cái người mà sẽ làm cái công việc đó, tức là người làm dụng cụ đó. Cho nên là đối với bệnh nhân COVID thì chúng ta không bao giờ chọn lựa được. Thứ hai nữa là cái loại dây mà dây PVC đó, cái dây mà dây nhựa như hiện tại chúng ta thấy là cung cấp rất là nhiều cho cái những cái bệnh nhân mà thở HFNC đó, thì cái dây nhựa PVC đó chúng ta không có hấp ẩm như người bình thường, như sợi dây bình thường được.
chúng ta đem vô hấp ẩm là nó sẽ bị quéo, nó bị hư hết à, nó không có thể sử dụng tiếp được. Cho nên là rút lại là gì, là chúng ta có thể sử dụng một bộ dây kéo dài cho đến 14 ngày. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên hủy sau khi sử dụng chứ đừng có sử dụng lại, vì khả năng lây nhiễm rất là cao và nó cũng không có hấp ẩm được. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Thêm một các cái câu hỏi của các bạn đồng nghiệp ấy sẽ rất là quan tâm về vấn đề mà cái nguồn cung về mặt oxy và khí nén cho cái hệ thống mà chúng ta có thể tạo ra dòng chảy lớn ấy. Thì các bạn cũng rất là quan ngại rằng là nếu chúng ta triển khai các cái hệ thống đó ở các cái bệnh viện dã chiến mà không có cái hệ thống oxy khí nén trung tâm ấy, thì rất là khó để chúng ta triển khai. Ví dụ như là nếu mà chúng ta có cái bộ trộn như là trong hình của các thầy đưa ra thì cái oxy nó sẽ chính xác, dòng chảy rất là cao, nhưng mà nó lại phải cần cái hệ thống cả oxy và khí nén trung tâm. Và báo cáo các thầy là rất nhiều các bệnh viện trung ương của chúng tôi cũng thế, xây dựng bệnh viện nó chỉ có 25% các cái hệ thống oxy khí nén trung tâm là có oxy, tức là họ ký hiệu là chữ O, cái chữ khí nén là họ ký hiệu với chữ A, tức là OA, và một cái hệ thống hút nữa là chữ V, và vacuum là chữ EV, tức là OAV của chúng ta chỉ có khoảng 25% các số giường bệnh thôi. Trong khi đấy là những bệnh viện mà người ta xây dựng theo tiêu chuẩn rất là hiện đại. Trong khi đó thì bây giờ bệnh viện của chúng ta thì dã chiến là thậm chí là không có cả khí nén trung tâm. Thế thì triển khai những cái hệ thống oxy khí nén rất là khó khăn. Do đó các bạn đồng nghiệp cũng hỏi rằng thế thì trong những trường hợp mà không thở như vậy, nó tốn oxy vậy, thì cách lựa chọn của các thầy là chọn như thế nào? Thì xin mời thầy Thanh Tuấn cho chia sẻ các cái kinh nghiệm của thầy khi mà chọn các loại máy để cho các hệ thống bệnh viện. Thì giống như hồi nãy cũng đã bàn rồi, nếu các bạn có nguồn oxy khí nén đầy đủ đó thì các bạn chỉ cần những trang thiết bị khá là đơn giản, các bạn có thể lắp ráp hoặc các bạn có thể mua từng bộ phận để mà các bạn làm. Tuy nhiên những cái bệnh viện nhỏ hơn hoặc là các bạn sử dụng HMC cho những cái khoa lâm sàng mà bình thường cái khoa đó không phải là khoa ICU, giống như là bác sĩ Vương đã nói đó, giống như là một cái mình triển khai để nhận bệnh nhân COVID ở những cái khoa thường, thì chúng ta đâu có hệ thống khí nén, thì đã không có rồi thì chúng ta phải dùng những cái thiết bị, những cái máy mà bản thân của nó là trong cái máy đó nó có cái tuốc pin khí để nó tạo khí nén. Cái đó là một việc thứ nhất là rất là cần những cái máy để tạo ra được cái tuốc pin khí tạo khí nén. Thì về cái đó thì tôi cũng có thể là giới thiệu các bạn một số máy khác, nhưng mà cái máy mà mình đang ngày nay là được nhóm để mà giới thiệu đó là cái máy Inspire Oxygen Flow đó. Thì cái máy đó thì nó đã có cái máy tuốc pin ở trong đó rồi, cho nên chúng ta không lo lắng về khí nén nữa. Như vậy thì cái điều kiện tiên quyết đầu tiên là các bạn phải có một cái máy mà cái máy đó có thể tạo được một cái lưu lượng khí mà lưu lượng nó cao đến 60 lít để mà chúng ta cho bệnh nhân thở. Cái điều thứ hai nữa là cái nguồn oxy. Thì thật sự tôi cũng xin nói với nguồn oxy đó, thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì không phải là tất cả các cái khoa lâm sàng đều có oxy đâu, có những cái khoa lâm sàng nó cũng không có oxy. Thứ hai là hiện tại chúng ta đang mở những cái bệnh viện dã chiến cho những cái để chứa những bệnh nhân COVID đó, thì bệnh viện dã chiến nó cũng không có phải là dồi dào oxy. Và khi chúng ta dùng oxy mà oxy bình đó, tức là chúng ta phải chở oxy bình đến đó, thì thật sự ra với cái lưu lượng mà oxy xài cho bệnh nhân HMNC đó, tức là khoảng chừng 15-20 lít một phút đó, thì một cái bình oxy xài chừng 3 giờ là hết. Và chúng ta sẽ thấy một cái lượng oxy kinh khủng nếu mà chúng ta có chừng 5 hoặc là 10 cái hệ thống HMNC ở trong cái đơn vị điều trị COVID chúng ta. Điều đó là chứng tỏ là chúng ta phải có một cái hệ thống cung cấp oxy mà gọi là oxy lỏng. Hiện tại ở miền Nam đó thì nó có công ty cung cấp oxy lỏng, thì chúng ta không sợ thiếu oxy đối với những cái bệnh viện mà đã có nguồn oxy lỏng, nhưng mà chúng ta rất sợ thiếu oxy đối với những bệnh viện dã chiến xài oxy bình. Là tại sao? Tại vì cái vỏ bình đó chúng ta nó rất là ít, nó không có đủ. Mặc dù nguồn oxy chúng ta có nhiều, nhưng mà cái vỏ bình oxy để chúng ta chiết oxy ra thì nó hạn chế. Thành thử ra đó là một cái mà sẽ là một cái khủng hoảng oxy nếu mà cái dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó không có dừng lại mà tiếp tục nó phát triển, nó càng ngày càng nhiều lên, thì chắc chắn một số bệnh nhân dã chiến sẽ không có cái bình oxy để mà cho bệnh nhân thở oxy.
Thì vậy thì khi chúng ta làm triển khai HFNC mà rộng rãi ở đó, thì một mặt là nó có lợi là nó sẽ giảm bớt cái tỷ lệ bệnh nhân cần phải thở máy, nhưng mà mặt khác á, các bạn nhớ là mặt khác là nó cũng sẽ tiêu thụ rất nhiều oxy. Cho nên là chúng ta phải có một chiến lược là khi chúng ta mở triển khai HFNC ở một cái địa phương hay là một cái bệnh viện hay là một cái khoa lâm sàng nào, thì cái điều đầu tiên mình phải nhớ là oxy lấy ở đâu ra đó. Các bạn nhớ dùng tôi cái đó. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Tuấn ạ. Đúng là vấn đề oxy là vấn đề nan giải nhất, bởi vì nếu như chúng ta sử dụng các cái hệ thống mà nó ngốn oxy như high flow này, máy thở thì rất là tốn oxy, vì lưu lượng của nó chúng ta dùng rất là lớn, trong khi các hệ thống khác thì lưu lượng nhỏ hơn. Nhưng mà các thầy Tuấn, nếu mà nhân COVID mà chỉ nếu mà cần cái nhu cầu tương tự như là thở high flow mà oxy trên 60% ấy, nếu mình tính toán sơ bộ bằng các hệ thống oxy, ví dụ như là mình dùng cái oxy cho cái mask mặt nạ không thở lại thôi, có túi á, thì oxy của nó phải đến 15 lít trên phút đi, không phải ít đâu ạ, 15 và còn thậm chí còn cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Như vậy dạ, thì đúng cái số lượng oxy dạ. cho những cái bệnh nhân mà có nhu cầu về COVID là rất lớn, chứ không phải là chỉ có thể hệ thống high flow mà với lớn đâu ạ. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Và điều đặc biệt mà em rất là tâm đắc là trong cái vấn đề xây dựng bệnh viện dã chiến của chúng ta, cái hệ thống oxy và khí nén trung tâm bao giờ cũng được chú ý nhiều nhất, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiếp xúc của nhân viên y tế trong cái việc mà thay đổi các hệ thống oxy khi mà họ cần phải cung cấp thêm oxy. Do đó mà thực tế thì các cái hệ thống bệnh viện dã chiến và xây dựng từ trước đến nay mà cần phải điều trị cho bệnh nhân hồi sức thì đều có oxy trung tâm. Mặc dù là việc xây dựng hệ thống oxy trung tâm đấy cũng tương đối tốn thời gian, nhưng mà được cái sự quan tâm của bộ y tế cũng như là các chính quyền địa phương ấy, thì mọi người cũng xây dựng rất là tốt các bệnh viện dã chiến, và có thể Tuấn là như vậy. Thêm một cái nữa là cũng với câu hỏi của bạn đồng nghiệp ấy, thì họ cũng rất là quan tâm vấn đề về hiệu quả, đánh giá hiệu quả. Thì có một câu hỏi cho bác sĩ Vương ấy, thì có một bạn đồng nghiệp có hỏi rằng là thế thì khi mà triển khai cái hệ thống mà HFNC ở trong cái đơn vị bệnh viện dã chiến ở quận Gò Vấp của mình ấy, thì theo anh đánh giá một cách chủ quan thôi, thì anh đánh giá là có cải thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm, đáng nghĩa rằng họ phải đặt nội quản thì anh có thể là giảm được cái số đặt nội quản giống như các nghiên cứu nước ngoài mà chúng ta triển khai ở trong cái chương trình của cái thảo luận ngày hôm nay ạ. Xin mời anh bác sĩ Vương ạ. Câu đó hay á. Vâng, trước tiên thì vào trả lời câu hỏi, tôi có một ý kiến bổ sung thêm vào ý kiến của thầy Tuấn. Tức là một trong những cái điều kiện mà chúng ta thở để thở HF thành công ấy, đó là chính là vấn đề nằm ẩm. Thế tuy nhiên nằm ẩm quá cũng không tốt, mà không được nằm ẩm cũng không tốt. Cho nên là chúng ta có một số máy HFNC thì mà cái cửa vào và cửa ra của đường khí nó giống nhau ấy. Thế tuy nhiên là một số anh chị em là chúng tôi thấy thực tế rồi, chúng ta cắm cái đường vào với đường ra nó ngược nhau. Thì trong trường hợp như thế thì cái nước ở trong bình nằm ẩm nó sẽ vào dây máy HFNC rất là nhiều. Và như thế mình không để ý một cái thì thấy tại sao có những bệnh nhân mà trong dây máy thở mà nó dây máy HFNC là nó nhiều nước hơn. Thì những cái đấy chúng ta cũng phải chú ý một chút trong cái vấn đề khi lắp đặt vào cái dây và cái bình nằm ẩm. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là cái câu hỏi của anh chị là nói rằng là khi thở HFNC thì nó sẽ giảm được bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ bệnh nhân phải đặt nội khí quản. Câu hỏi này thì cũng rất là khó trả lời, vì trong cái thời gian ngắn chúng tôi cũng chưa thể thống kê được. Tuy nhiên chúng tôi quan điểm của chúng tôi ở trong này là như thế này. Thứ nhất là mục đích là phải giảm tải cho hồi sức, bởi vì nếu mà bệnh nhân càng đến hồi sức nhiều thì khẳng định là cái việc chúng ta điều trị COVID là thất bại. Bởi vì là đến càng đến hồi sức nhiều thì các anh chị biết rồi, thở máy ở bệnh nhân COVID chúng tôi thấy là cực kỳ khó khăn. Khi bệnh nhân đã tổn thương ARS rất là rõ rồi thì rất khó khăn. Cho nên là chúng ta điều trị các liệu pháp oxy mà đặc biệt là oxy lượng cao đấy, thì chúng ta chỉ định sớm để hạn chế bệnh nhân phải đến hồi sức. Thế tức là ta giảm tải cho hồi sức, mà cái thứ hai là bệnh nhân có cơ hội thoát phải những cái can thiệp thở oxy cao hơn, ví dụ như là thở không xâm nhập hoặc là phải đặt ống nội khí quản. Thế thì với những trường hợp mà bệnh nhân ở các khoa khác có phòng cấp cứu mà chúng ta hội chẩn mà cho sử dụng HF sớm, ví dụ bệnh nhân phải thở oxy mát có túi mà trên 10 lít là chúng mà thở bệnh nhân thở nhanh trên 25 lần một phút là chúng ta nên cho thở HF luôn, thì cái bệnh nhân đó thì được bác sĩ hồi sức những ngày đầu là đã khám rồi mới thấy là hoàn toàn an toàn nằm ở cái phòng cấp cứu của các khoa khác, thì không phải chuyển đến hồi sức nữa và làm giảm tải cho hồi sức. Mà chúng tôi nghĩ là ở trong mình điều trị bệnh nhân COVID mà giảm tải cho hồi sức thì cũng là một cái thành công của chúng ta điều trị bệnh nhân COVID. Xin lên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vương. Đây là một cái người mà đang trực tiếp điều trị những bệnh nhân, thì cái kinh nghiệm rất là quan trọng đối với điều trị COVID.
Chúng tôi cũng quan sát được cái hiện tượng tương tự như vậy ở các cái bệnh viện dã chiến ở khu vực phía Bắc. Tức là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái bệnh nhân mà vào viện mà nếu như trước đây ấy, là cái quan điểm của chúng ta là có thể thôi đặt ống nội quản đi, cho an thần thở máy đi. Thế là sau đó thì mình an tâm hơn và nó giảm được cái nguy cơ lây nhiễm, bởi vì mình có cái phiên lọc đầu ra đầu vào và phiên lọc trước máy trước trước bệnh nhân rồi, thì đâm ra là chúng ta sẽ hạn chế được cái việc mà phát tán của virus, như vậy là an toàn cho nhân viên y tế. Nhưng thực tế ra chúng ta thấy là rất nhiều các bệnh nhân vừa đặt xong nội quản xong đã phải ECMO ngay lập tức rồi. Thế đấy là những cái mà mình thấy là cái sự tiến triển của bệnh nó rất là nhanh chóng. Tất nhiên những cái bệnh nhân đó thì cái khả năng nếu mà chúng ta thở những cái biện pháp NIV như là không xâm nhập như là NIV hoặc là HFNC có thể nó cũng diễn biến liên tục như vậy và nó có thể kết cục rồi vẫn phải thở ECMO. Nhưng mà cũng có rất nhiều cái trường hợp là chúng ta biết là khi tiến hành thở HFNC thì chúng tôi thấy là vài ba ngày sau là chúng tôi có thể đao xuống từ HFNC xuống đến một cái tình trạng là thảm giảm xuống thành oxy qua kính mũi thôi. Và đấy là cái mà thực tế đã nhìn thấy được trên bệnh nhân. Rõ ràng là cái việc chúng ta có thể không biết được chính xác là cái bệnh nhân mà chúng ta mới vào viện đó, nếu mà chúng ta không thở được HFNC mà thì bao nhiêu bệnh nhân sẽ tiến triển, thì chắc chắn là HFC sẽ là đóng góp một phần đáng kể trong trường hợp đó. Những nghiên cứu của Trung Quốc đều thấy là tới 60% là thành công trong những trường hợp đã có chỉ định mà thở không xâm nhập, thì HFC là cái cải thiện rất là rõ rệt đối với vấn đề đó. Với một cái bệnh nhân suy hấp, chúng ta biết một cái nghiên cứu mà Lungsafe Study, nghiên cứu trên gần 300 các cái trung tâm ICU cả khu vực châu và Nam Mỹ đều cho chúng ta thấy rằng thở không xâm nhập trên bệnh nhân ARDS là nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Trong cái nghiên cứu đó 15% số trường hợp đã nói được cái điều đó. Tuy nhiên thì đối với bệnh nhân COVID thì nó thấy một cái điều ngược lại là những cái bệnh nhân mà thở HFC lại là một cái giải pháp cho cái vấn đề mà tiến triển suy hấp của bệnh nhân. Thì đó là một cái việc mà chúng ta có thể áp dụng và chúng ta đánh giá nhiều hơn nữa trong những nghiên cứu mà có thể so sánh hoặc đối chứng ngẫu nhiên như các nghiên cứu mà được tiến hành như Lungsafe Study. Thầy Tuấn có thêm ý kiến gì bổ sung cho cái những ý kiến của bác sĩ Dương không? Xin mời thầy. Thì nói chung thì nghe được cái tỷ lệ mà thành công mà đạt được cao thì mình sẽ mừng. Thì trong nhiều nghiên cứu người ta cũng thấy là HFC ít nhất là cũng đạt được cái tỷ lệ thành công khoảng chừng 2/3 số lượng bệnh nhân mà chúng ta cho thở, chỉ có 1/3 thì cần phải đặt nội khí quản thôi. Đó là những nghiên cứu ở nước ngoài. Còn nước mình thì chắc có lẽ là phải sau cái đợt dịch của thành phố Hồ Chí Minh này thì chúng ta lấy số liệu thì nó mới chính xác được, chứ chúng ta không có nhìn một cái góc ở một cái bệnh viện nào. Chúng ta sẽ dùng một cái thông số, một cái số liệu nó lớn hơn, số liệu gộp lớn hơn để chúng ta nhận xét cái tỷ lệ đó. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Thanh Tuấn và bác sĩ Vương. Một trong những cái vấn đề mà các cái bạn đồng nghiệp của chúng ta rất là quan tâm là cái vấn đề hiệu quả khi mà chúng ta triển khai HFNC, ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng cái canin mũi như vậy ấy, thì bản thân cái khẩu kính của cái diện tiếp xúc của canin đối với mũi của bệnh nhân cũng rất là lớn, và cái việc mà các cái điều trị kèm theo nó cũng có tồn tại. Ví dụ như một số bệnh nhân phải đặt cái sông dạ dày chẳng hạn, cái sông dạ dày kèm theo cái canin mũi. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra là vậy thì khi mà đặt cái sông dạ dày như vậy có ảnh hưởng gì đến cái hiệu quả của HFNC hay không? Thì xin mời ý kiến đầu tiên là mời thầy Thanh Tuấn, sau đó xin mời bác sĩ Vương sẽ có cái bình luận về cái câu chuyện này. Xin mời thầy Thanh Tuấn ạ. Chắc để bác sĩ Vương nói trước đi. Vâng, xin mời thầy Vương, bác sĩ Vương ạ. Vâng, chúng tôi ở đây chúng tôi gặp những cái bệnh nhân mà bệnh nhân đến hồi sức, sau đó là bệnh nhân để đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân thì phải đặt sông dạ dày cho bệnh nhân ăn. Như chỗ thầy Sơn có nói thì bệnh nhân khi mà thở HF thì chúng ta cần phải hai canulin vào hai mũi, bởi vì cái khẩu kính của cái canulin này cũng rất là lớn. Thế thì khi mà chúng ta thở oxy thở HF cho bệnh nhân ý, ngoài cái viện chúng ta phải dùng cái oxy dòng cao, chúng ta phải dùng cái dòng khí tương đối lớn nữa, nhất là những trường hợp bệnh nhân dùng đến dòng khí trên 50 phút. Thì khi mà phải đặt cái sông dạ dày ý, thì quả thật nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của thở HFC, bởi vì lúc đó là chỉ chúng ta có hai canulin vào hai mũi thì lúc đó chỉ còn tác dụng là một mũi thôi, bởi vì một mũi cái sông dạ dày cũng đã kín rồi. Chúng tôi cũng đang gặp khó khăn ở những trường hợp như thế này. Tuy nhiên là bệnh nhân thở bằng một bên mũi thì vẫn đáp ứng được cái oxy, gọi là chấp nhận được,
Thế còn tuy nhiên thì với bệnh nhân đặt sông dạ dày thì đây cũng là một cái khó khăn của thở đẹp là gì ạ? Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vương ạ. Xin mời thầy Tuấn ạ. À, thực tế ở bệnh viện Nhi Đồng thì tụi tôi cũng chưa có sử dụng cái HFNC nhiều. Tuy nhiên thì như thế này, đối với cái người mà bệnh nặng đó, tức là bệnh nhân nhi mà bệnh nặng mà cần phải thở CPAP thì nó cũng có cái cannula mũi thì giống như HFNC vậy đó. Thì thường tụi tôi sẽ chuyển qua đặt nội khí quản qua đường miệng. À, xin lỗi, đặt thông dạ dày qua đường miệng, rồi còn cái mũi thì để dành cho thở CPAP. Thì không biết là đối với người lớn mà nếu chúng ta đặt qua cái đường miệng đó thì nó có gây khó chịu nhiều hay không, mà ở trẻ em thì nó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên thì cái tôi cũng nhìn thứ nhất là cái size của cái canuin thở HFNC đó thì nó không có phải là nó to quá để mà nó chiếm trọn cái mũi của người bệnh đó. Cho nên là cái việc mà thở mà bây giờ một bên mũi phải đặt cái thông dạ dày, còn chỉ còn một bên mũi kia đó, thì thật sự nó cũng hơi khó để mà biết nó có hiệu quả hay không. Tức là ý là cái lưu lượng khí đó nó có vào bình thường, nó vào hai bên, bây giờ nó chỉ còn một bên để có thể vào đầy đủ hay không, để nó tạo được cái tác dụng hay không, thì cái đó đúng là cũng hơi khó. Thì như vậy thì cách giải quyết của mình có khả năng là nếu mà bệnh nhân nặng quá không có đảm bảo dinh dưỡng, chúng ta có thể đặt ống thông dạ dày qua đường miệng. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Thanh Tuấn. Xin lỗi là có ai có ý kiến ạ? Trên hệ thống có ý kiến. Vâng, xin mời câu hỏi ạ. Xin mời câu hỏi ạ. Alo. Vâng, xin mời ạ. Xin mời bạn đồng nghiệp có câu hỏi ạ. Xin đây nghe rõ ạ, xin có ý kiến ạ. Có nghe rõ ạ. Vâng, đang nghe rõ đấy ạ. Vâng. Báo cáo anh Sơn với cả các thầy, với những trường hợp bệnh nhân mà cần phải đặt sông dạ dày thì chúng như chúng ta đã biết là với những bệnh nhân của thầy Thực Tuấn thì không rõ về bệnh nhân nhi. Chúng ta đây là chúng tôi nói bệnh nhân người lớn thì khi mà chúng ta thở HFNC cho bệnh nhân ấy thì chắc chắn là bệnh nhân phải là tỉnh rồi. Thế bệnh nhân tỉnh thì mà đặt sông dạ dày cho bệnh nhân đường miệng ấy, thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không chịu, không hợp tác. Thì chúng tôi cũng gọi là rút ra một cái ý là cái việc mà bệnh nhân đặt sông dạ dày đường mũi mà bệnh nhân thở HF thì đây chính là một cái tồn tại hạn chế của bệnh nhân thở HF. Khi mà bệnh nhân cần phải đặt sông dạ dày đường mũi thì nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của bệnh nhân thở HF. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vương ạ. Bác sĩ Vương chỉ cần thay đổi cái platform, cái là giọng anh Vương lại sẽ giống như giọng của cái diễn viên, mấy diễn viên ở trong Sài Gòn bây giờ đang đi chống dịch ấy. Anh Vương ạ, đúng là một diễn viên của miền Bắc đã vào trong Sài Gòn để chống dịch. Có một cái câu chuyện là này, thực ra mình nói rằng là trên bệnh nhân mà suy hấp mà cần phải hỗ trợ qua sông dạ dày thì có nhiều bệnh nhân như thế. Thực tế ở bệnh viện Bắc Giang của chúng tôi cũng có những người đã phải, người già lớn tuổi, vừa thở HFNC vừa hỗ trợ qua sông dạ dày. Đấy là chuyện bình thường. Và trong cái trung tâm của chúng tôi cũng đang có những cái bệnh nhân sau mổ. Chúng tôi rút ống nội quản và cho thở HFNC và vẫn có sông dạ dày như vậy để giảm áp dạ dày thì đều rất là tốt cả. Không có cái vấn đề gì ảnh hưởng đến cái câu chuyện sông dạ dày, nó sẽ làm giảm đi cái hiệu quả của HFNC khi máu rất là tốt. Tóm lại là những cái câu chuyện đó là chỉ là vấn đề mà chúng ta thao tác thôi, bởi vì cái lỗ mũi của bệnh nhân có thể chịu được cái khẩu kính của cả một cái ống nội quản rất là to. Thế cái sông dạ dày của chúng ta thì đương nhiên là chúng ta có thể chọn khẩu kính nhỏ hơn, nhưng mà thực tế ra khi mà chúng ta triển khai phần mà canuin mũi ấy, thì khi đưa vào thì nó cũng không phải là khó khăn cho vấn đề chúng ta tạo ra dòng chảy. Một cái điều mà đánh giá để gọi là đảm bảo cái hiệu quả, tức là chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là bệnh nhân há miệng hay là bệnh nhân ngậm miệng, nó còn quan trọng hơn là cái câu chuyện là có ống có sông dạ dày hơn. Ví dụ nếu như mà chúng ta sử dụng cái canuin mũi mà kèm theo cái HFNC và lại há miệng thì đương nhiên là cái hiệu quả về mặt áp lực của hệ thống nó sẽ giảm đi. Áp lực hệ thống sẽ giảm đi. Do đó mà chúng ta phải chú ý cái câu chuyện là nếu như oxy hoặc là các cái chỉ số nó không đảm bảo thì chúng ta có thể động viên bệnh nhân là cho người ta ngậm miệng lại, thở ngậm miệng lại sẽ cải thiện được cái câu chuyện và hiệu quả của HFNC. Một số các cái bạn đồng nghiệp cũng có ý kiến hỏi các thầy ở đây ấy, là về cái
chuyện là chúng ta cai nó như thế nào, đánh giá thế nào là có hiệu quả, khi nào chúng ta chuyển ra kính mũi, khi nào chúng ta thở, khi nào thì chuyển ra oxy mask rồi các thứ như vậy, thì xin mời ý kiến của các thầy. Thì đầu tiên xin mời thầy Vương đang ở chiến trường thì mời thầy trước, sau đến xin mời thầy Thanh Tuấn ạ. Vâng, xin mời thầy Vương ạ. Thầy Vương có nghe thấy không ạ? Thầy Vương có nghe rõ không ạ? Nghe thầy Sơn nói rõ, nhưng mà thầy có nghe rõ, nghe đồng chí Vương nói rõ. Dạ vâng, bây giờ nghe rõ rồi thầy ạ. Mời xin mời thầy ạ. Dạ vâng. Báo cáo với thầy là như chúng ta thầy đã biết ý, thở NMC là nó một cái phương thức thở oxy dòng cao rất là đơn giản. Mọi người ở mọi nơi có thể làm được. Thế chính vì vậy là cái việc thở cho bệnh nhân, chỉ định rộng rãi cho bệnh nhân, thì khi chúng ta theo dõi bệnh nhân cũng rất là đơn giản. Bởi vì có hai cái thông số mà chúng ta cần điều chỉnh ở trên thở NMC, chính là oxy và dòng. Thế chúng tôi thấy rằng khi mà cái lượng oxy chúng ta mà giảm cho lượng oxy mà giảm cho bệnh nhân về như cái lượng oxy bình thường, ví dụ chúng ta giảm xuống còn 40%, mà cái dòng oxy bệnh nhân chuyển giảm xuống còn 30%, thì chúng ta nên cân nhắc chuyển sang oxy kính. Bởi vì là trong trường hợp như thế này thì với nồng độ oxy đo như thế là chúng ta chuyển sang oxy thấp rồi. Và thực tế là những trường hợp mà khi oxy chúng ta giảm xuống dưới 40%, dòng chúng ta về gần như cái dòng tối thiểu của bệnh nhân là 30 lít phút, thì chúng ta chuyển sang oxy kính thì thường là thành công ạ. Cho nên ạ. Vâng, xin mời thầy Tuấn ạ. Cái câu trả lời của bác sĩ Vương thì tôi cũng rất là ủng hộ. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà những cái nghiên cứu về cái chuyện mà tạo được cái áp lực dương, tức là PEEP như thế nào, đối với HFMC thì ta thấy là dưới 30 lít phút á, tức là tầm khoảng 20-30 lít phút á, thì nó không có ý nghĩa nữa. Tức là cái áp lực dương tạo bởi cái PEEP đó thì không có ý nghĩa nữa. Thứ hai nữa là cái FiO2 14% á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được khi chúng ta cho thở cái oxygen mà qua cái cannula mũi với lưu lượng khoảng 5-6 lít phút. Cho nên là đối với cái nếu mà trong cái mùa dịch những nhiều bệnh nhân nó cần cái HFMC để mà hỗ trợ hô hấp, thì khi mà mình giảm cái lưu lượng xuống dưới tới mức khoảng chừng 30 lít phút, đồng thời FiO2 mình đã chỉnh xuống tới khoảng chừng 40%, mà người bệnh vẫn cảm thấy người bệnh dễ chịu, tức là người bệnh không có thở nhanh, không có tăng công thở quá mức, và SpO2 của người bệnh nó trên 92%, thì chúng ta có thể cài cái đó mà chuyển qua oxy, chứ chúng ta cũng không cần phải đổi qua mask có túi dự trữ hay là những cái cao hơn cái oxy cannula mũi. Tôi thấy bác sĩ Vương nói rất là hợp lý. Xin hết. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Thanh Tuấn với thầy Vương. Tôi thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các thầy, bởi vì rõ ràng là cái câu chuyện của chúng ta đây là một cái hình thức để chúng ta cung cấp oxy và đảm bảo một số các cái chỉ số khác, vì ở đây cũng là một cái, nó là giống như là một cái bước chuyển giao giữa cái thở oxy thông thường và các cái thở máy xâm lấn và không xâm lấn. Do đó chúng ta cũng sẽ có những cái bước step down như vậy, là chúng ta phải xem là bệnh nhân của chúng ta tốt lên rồi, với các cái mức độ về lâm sàng, về khí máu là chúng ta sẽ giảm dần các cái thông số. Thì chúng đầu tiên là cái thứ tự ưu tiên là chúng, theo tôi là sẽ chọn giảm cái FiO2 xuống trước. FiO2 là một cái oxy nó không có cái gì tốt cả, đúng không ạ? Chúng ta biết là oxy là một cái chất mà có thể gây ra các cái phản ứng oxy hóa, và do đó nó có thể là gây ra độc cho bệnh nhân. Chúng ta giảm oxy trước, cái CPAP nó chỉ khoảng từ 5-8 cm nước, thì chúng ta sẽ giảm flow sau. Thì khi mà giảm flow đến một cái ngưỡng mà chúng ta thấy là nó các cái biện pháp mà cung cấp oxy nó khác có thể giải quyết được, ví dụ như là oxy gọng kính hoặc là mask chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu chuyển sang cái oxy vào gọng kính và cái mask đó thì rất là hợp lý. Một số trường hợp thì chúng ta có thể bỏ ngắt quãng, không có vấn đề gì cả, tức là khi mà cái flow nó không cần còn cao nữa thì chúng ta có thể bỏ ngắt quãng, và chúng ta có thể tận dụng cái tác dụng của CPAP đấy vào một chút vào ban đêm, hỗ trợ một chút nào đó cho bệnh nhân, thì cũng đấy là một cái cách mà chúng ta tiếp cận tùy theo cái điều kiện mà cơ sở vật chất của chúng ta nó có thể đảm bảo cho chúng ta làm những việc đó hay không. Xin có một cái ý kiến cuối cùng, vì là thời gian cũng không còn nhiều nên chúng tôi xin có một cái chút ngắn thôi, nói về các cái biến chứng mà có thể gặp được và khó khăn khi mà triển khai trong vấn đề sử dụng hệ thống HFMC. Thì tôi sẽ mời bác sĩ Vương trước, sau đó đến
thầy Tuấn có một số các cái gợi ý cho anh em đồng nghiệp. Và cuối cùng là tôi xin kết luận cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Vương ạ. Vâng. Với bệnh nhân thở EMRC thì chúng tôi thấy là ở cơ sở thì khi chúng tôi vào đây thì thầy Sơn nghe rõ không ạ? Vâng. Khi chúng tôi vào đây thì hệ thống HMC của bệnh nhân thì cũng có khoảng hơn 10 máy thôi. Thì hiện tại là bệnh viện vào đây thì đã trang bị được trên 40 máy rồi. Thì khi những cái máy đó thì có một số máy là dùng nguồn oxy trung tâm, có một số máy dùng nguồn oxy bình. Thì chúng tôi thấy rằng nếu mà sử dụng nguồn oxy trung tâm thì chúng ta không phải bàn nữa rồi, bởi vì như thế là tối ưu nhất. Còn với những trường hợp oxy bình thì chúng ta thấy là khi chúng ta chỉnh cái nồng độ oxy thì nó sẽ không đạt cái mức như chúng ta mong muốn. Thế tuy nhiên thì để mà chúng ta thấy rằng là để mà oxy bình ấy mà chúng ta tăng lên tới 15 lít một phút ấy thì lúc đó, hoặc là cao hơn thì lúc đó là cái lượng oxy chúng ta tiêu tốn rất là nhiều, cũng không kém gì các thở oxy dòng cao khác. Thế chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta tối ưu nhất là chúng ta cho thở oxy thở NHFMC mà được với thở cái nguồn oxy là oxy trung tâm thì tuyệt vời nhất. Thế còn với những cái trường hợp mà dùng oxy bình thì đương nhiên là chúng ta quan tâm đến cái chỉ định cho bệnh nhân thì có lẽ là chúng ta cũng phải chỉ định sớm hơn, bởi vì lúc đó cái oxy FiO2 chúng ta không chủ động tăng được lên cao hơn. Thì đấy là có hai cái ý về việc khi triển khai trong HFMC. Thế còn với những trường hợp này thở FMC thì chúng tôi cũng nói rằng là vì bây giờ có những cái bệnh nhân ý, mà nó tiến triển nặng, hoặc có những cái bệnh nhân mà mình điều trị oxy đáp ứng rất là nhanh, cho nên là cái việc của chúng ta khi mà có máy thì chúng ta nên dự trù được cái lượng calorie mũi tương đối tốt, tương đối nhiều, thì để cho nên khi mà có máy cái thì chúng ta sử dụng sớm cho bệnh nhân luôn. Với gọi là triển khai thở HF thì chưa ở bệnh nhân COVID thì chúng tôi có một số ý kiến ý về việc là cái đánh giá là chúng ta có thể thành công hay là chúng ta áp dụng những cái điều kiện của chúng ta có thể. Tóm lại là với điều kiện, trong cái điều kiện chúng ta có cái gì, chúng ta dùng cái đấy. Hiện tại chúng tôi ở đây chúng tôi sử dụng vẫn theo hai cái nguồn, một nguồn khí trung tâm và một nguồn khí oxy bình. Xin phép. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vương ạ. Xin mời thầy Thanh Tuấn ạ. Tôi có ý kiến vậy, bác sĩ Vương có thể hỗ trợ được là vậy. Cái điều đầu tiên nhất á, là tôi nói gì là những người mà nhân viên y tế đang tham gia điều trị ở trong những cái đơn vị mà hồi sức COVID á, thì không có phải toàn bộ đó là những cái anh chị em mà đã làm cái công tác ở những cái khoa hồi sức. Có rất nhiều anh chị em mà làm ở những bệnh viện mà chúng ta thấy như răng hàm mặt rồi á, là y học cổ truyền nhân dân rất là nhiều. Cho nên là những người mà ở trong chiến trận như bác sĩ Vương vậy đó, thì nếu giả sử được đó thì chúng ta sẽ làm những cái video clip mà chúng ta sẽ quay bằng điện thoại hay hoặc là giải chiến gì đó, rồi chúng ta post lên mạng thì cũng rất là hữu ích cho các bạn. Cái thứ nhất là bạn sẽ làm được một cái việc là lắp ráp hệ thống như thế nào. Thì tôi lấy ví dụ nha, bây giờ tôi bác sĩ Vương cho tôi hỏi là ngay tại cái chỗ bác sĩ Vương làm ở bệnh viện gấp đó thì có 40 cái hệ thống HMC, nhưng mà có bao nhiêu loại khác nhau à? Bác sĩ Vương có thể trả lời câu đó được không ạ? Hiện tại là có hai loại khác nhau ạ. Có hai loại khác nhau ạ. Có hai loại khác nhau đúng không ạ? Rồi, dạ cảm ơn bác sĩ Vương rất là nhiều. Thì ngay cả hai loại khác nhau đó mà mình muốn có thể là sử dụng được tốt á. Ví dụ như một đội mình làm trong vòng 4 tuần rồi mình về, rồi mình sẽ đưa đội khác đến. Thì cái chuyện mà mình tiếp nhận cái đội thứ hai lên để mà mình chuyển giao lại cái hệ thống đó cho cái đội thứ hai cũng đã rất là khó khăn rồi đúng không ạ? Thì nếu giả sử mình trong thời gian mà 4 tuần mà mình đi tăng cường ở tại chỗ đó, nếu mình làm những video clip cái cách lắp ráp, cái cách gắn vô như thế nào, rồi những cái kết nối như thế nào, từ đâu tới đâu, rồi mình cắm vô nguồn như thế nào vân vân, thì những cái chuyện đó ngay tâm dịch đó mà nếu mà gửi được ra ngoài đó, các bạn có thể đưa lên Facebook, có thể đưa lên YouTube vân vân, các bạn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những cái nơi khác, những cái nơi mà người ta mới tập tững đi vào cái chuyện mà sử dụng HFMC. Đó là cái thứ nhất, cái rất là quan trọng đó, đúng không ạ? Sĩ Vương thấy sao ạ? Đây làm được không? Thật ra mình không cần có đạo diễn, mình cũng lấy điện thoại di động rồi mình tự đạo diễn, một người quay rồi một người làm, thì mình đưa ra ngoài thì chắc có lẽ là anh em tôi sẽ bớt bỡ ngỡ.
Tôi lấy ví dụ như một số bạn đang ở bệnh viện dã chiến Củ Chi, sắp sửa nhận được HFNC, rất là lo lắng khi mình nhận được cái thiết bị đó, không chả biết mình làm sao. Thì nếu giả sử có những cái video clip kiểu vậy, hoặc là cái người mà đáng lý ra phải làm đó, đó là những cái công ty mà cung cấp trang thiết bị HFNC này, thì tôi thấy là chẳng hạn như hôm qua, tối hôm qua tôi lên trên mạng, tôi sợ kênh YouTube, thì tôi thấy là cũng có một số cái nhà sản xuất ở bên nước ngoài, người ta đã làm những video clip đó rồi, nhưng mà người ta lại nói bằng tiếng Anh. Thành thử ra đó là một là những cái tiếng Anh đó là nó không có đi vào được trong cái đối tượng mà chúng ta đang chăm sóc bệnh nhân COVID đâu, mà chúng ta phải lồng tiếng thành tiếng Việt, hoặc ít nhất chúng ta phải phụ đề ha, thì những cái video clip đó mới trở nên là gần gũi với lại cái anh em mà sử dụng đó. Thì tôi nghĩ vậy, thì cái việc đào tạo rất là quan trọng, tại vì một kiếp mình đi chỉ mấy tuần rồi mình lại về, rồi cái kiếp khác đến, thì kiếp khác đến thì chả lẽ lại phải tốn vài tuần đầu để mà mò mẫm, để mà tìm hiểu cái hệ thống này thì mới sử dụng được, thì rất là uổng. Cho nên là cái nhóm mà đang đi á, thì tốt nhất mình làm những cái gì đó mà có thể chuyển lại cho top sau. Cái thứ hai là cái này là cần những thầy lớn hơn, thì chúng ta sẽ outline một cái phác đồ. Trong cái đó thì chúng ta sẽ chọn lựa, thí dụ như là lưu lượng oxy là bao nhiêu, FiO2 ban đầu là bao nhiêu, cái HFNC đó thì cái lưu lượng ban đầu là bao nhiêu, cài đặt cho những cái bệnh, thí dụ như những cái đối tượng gì là đối tượng được chọn, đối tượng gì thì chống chỉ định, chẳng hạn dân dân, những cái phác đồ đó thì chúng ta phải đưa vào rất là cụ thể ở trong cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế, thì để cho các nơi đó mà áp dụng thì nó sẽ rất là dễ dàng. Thì ý kiến của tôi là vậy. Vâng, xin cảm ơn thầy Thanh Tuấn và xin cảm ơn bác sĩ Vương về những cái chia sẻ của mình. Và như chúng ta đã thấy rõ ràng, đây là một trong những cái mà hết sức quan trọng cho vấn đề là hướng dẫn thực hành như thế nào. Và rõ ràng là hướng dẫn từ cái việc mà chúng ta lắp ráp cái hệ thống, rồi thì mình kiểm tra xem hệ thống nó chạy tốt không, rồi đến cái việc mà chúng ta triển khai từ cái quy trình là chúng ta bắt đầu sử dụng và quyết định chỉ định cho bệnh nhân, sau đó theo dõi ra sao, quyết định chuyển các biện pháp, rồi bỏ các biện pháp đó hay là cai cái biện pháp đó, và cuối cùng là chúng ta phải là chuyển ra những cái biện pháp điều trị tích cực hơn, ví dụ như là nội quản thở máy. Tất cả những cái việc đó thì cần cái vai trò của các cái hướng dẫn của các cái hội chuyên ngành của Bộ Y tế, của Sở Y tế, và tất cả những cái chuyện đó thì chúng ta sẽ, nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà như sơ bộ những cái chương trình như mà các thầy trò mình làm hôm nay rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho rất nhiều các bạn trẻ đang tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân COVID ở các bệnh viện dã chiến có được những cái kinh nghiệm, có được những cái hướng dẫn mang tính chất rất là thực hành, và cũng đặc biệt là cái sự tự tin khi mà chúng ta sử dụng cái một cái biện pháp mà chúng ta nghĩ rằng là rất là đơn giản, đôi khi nhìn nó đơn giản nhưng mà làm rất là khó khăn, dễ dàng cho triển khai nhiều ở nhiều các cái cơ sở khác nhau, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu biết rất rõ về nó, và để giúp cho chúng ta là gì, khi mà sử dụng cái gì chúng ta tự tin rằng đây là một biện pháp có hiệu quả cho bệnh nhân. Chúng ta khi có tự tin như vậy thì chúng ta biết à, hệ thống của chúng ta tốt, có khả năng cứu người, và sau đó thì chúng ta biết là khi có vấn đề diễn biến về lâm sàng của bệnh nhân thì ngay lập tức chúng ta phải triển khai các kỹ thuật khác để cứu sống cho người bệnh. Và xin rất là cảm ơn hai thầy đã tham gia chương trình của ngày hôm nay, đó là thầy Thanh Tuấn cũng rất là bận rộn với công việc của mình tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, và bác sĩ Vương, thầy Vương từ Bệnh viện Trung ương Huế đang tăng cường công tác tại chống dịch tại Bệnh viện Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là thực tế, những cái bài học rất là bổ ích cho anh em đồng nghiệp chúng tôi, và cũng rất cảm ơn các cái bạn đồng nghiệp của chúng ta tham gia trong tất cả các cái platform ngày hôm nay, là trên platform Zoom thì chúng ta có tới 500 bạn, rất nhiều bạn đưa các cái thông tin cho chúng tôi là không thể đi vào trong hệ thống được, và 300 bạn khác ở trên cái nền tảng khác, đó nền tảng về Facebook. Thì đây là một trong những cái hội thảo webinar online rất là thành công, và tôi xin cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, rồi công ty Paco là đã tham gia tài trợ cho cái chương trình của chúng tôi, và xin hẹn lại gặp lại các bạn trong những cái chương trình tới với những cái thông tin bổ ích hơn, và đặc biệt là những ông thầy rất là kinh nghiệm như là thầy Tuấn,
thầy Vương sẽ tham gia vào cái chương trình của chúng tôi. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn một sức khỏe dồi dào để chúng ta chiến thắng được cái đại dịch mà đang xảy ra tại miền Nam của chúng ta, và gửi cái tình cảm của những người miền Bắc chúng tôi đến những anh em tham gia, đồng nghiệp đang tham gia chống dịch, gửi đến thầy Tuấn và những đồng nghiệp của thầy Tuấn, giúp cho chúng tôi gửi lời chúc của chúng tôi đến, chúc sức khỏe của chúng tôi đến cho tất cả, và chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào tạm biệt. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào.